Trước đây thì Huy có một công việc liên quan đến lĩnh vực là điện thông minh. Huy làm công việc đó trong vòng 13 năm. Và sau đó thì Huy cũng tự mình đặt cho mình câu hỏi, đó là tại sao mình làm mãi công việc đó mà mình chưa thành công, mà mình chưa giàu. Thì khi đó thì Huy cũng bắt đầu đi tham gia các cái khóa học về kinh doanh, về phát triển bản thân. Thì khi đó Huy mới phát hiện ra rằng là mình chưa giàu bởi vì sao ạ? Bởi vì mình chưa có cái quyết định để đi cái trên cái con đường trở thành cái người giàu có, mà mình không tin rằng mình có thể trở thành giàu, cái người giàu có, cho nên mình không không đi cái con đường đó. Những cái người giàu có thì họ cái con đường riêng của họ, họ có cách làm riêng của họ. Và từ khi đó thì Huy bắt đầu mới ngộ ra rằng là mình muốn trở nên giàu có ấy, thì mình phải đi theo cái dấu chân của những người giàu có. Mình phải nghiên cứu những con người giàu có. Mình phải biết được những người giàu có họ hành động như nào, họ suy nghĩ như nào, họ tư duy thế nào, họ ứng xử như thế nào. Có đúng không anh chị em? Đó. Và khi đó thì bắt đầu mình sao chép theo những cái tư duy, những cái ứng dụng, cái suy nghĩ của những người rất thành công ở trên thế giới. Và sau đó thì mình phát hiện ra rằng có những người thành công bởi vì họ đã học được những cái bí mật mà những người chưa thành công không biết. Và ngày hôm nay Huy sẽ chia sẻ cho anh chị em một trong những cái bí mật đó, một cái bí mật mà Huy đã phát hiện ra và Huy rất tâm đắc với nó. Đó là gì ạ? Đó là cái khả năng nhìn người, khả năng nhìn người, khả năng thấu hiểu con người. Và khi mà chúng ta biết nhìn người thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong cái việc thành công. Khi mà chúng ta có thể đánh giá một con người đúng cái bản chất của họ thì ít nhất là chúng ta không bị lừa. Thứ hai là chúng ta biết cách đối xử với họ sao cho nó đúng, sao cho nó hợp lý. Và thêm một điều nữa, đó là để thành công thì chúng ta phải hiểu rõ được cái con người của mình đang là ai, mình muốn trở thành ai, mình có thế mạnh gì, mình có điểm yếu gì, mình có cái mong muốn gì, mong muốn thực sự ở bên trong của mình là gì. Có rất nhiều bạn trẻ khi mà nói chuyện với Huy thì thường nói chuyện với Huy và nói rằng là em chưa có định hướng, em chưa biết tương lai của em ra sao cả. Khi mà Huy hỏi về tương lai thì hầu hết là chúng ta cảm thấy tương lai nó rất là mù mịt. Bởi vì trước đây Huy cũng vậy. Huy không dám nghĩ rằng sau này mình sẽ làm gì, không biết rằng 3 năm, 5 năm sau mình sẽ làm gì. Đó. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình không biết mình là ai, cho nên mình không có định hướng. Và khi không có định hướng thì giống như một cái người mù ấy, là đi trong bóng đêm. Người mù mà đi trong bóng đêm, anh chị em tưởng tượng không ạ? Là mình không nhìn thấy gì luôn và mình đi mò mẫm từng bước, từng bước, từng bước. Khi mà chúng ta học được một chút, nó sáng lên một chút. Đấy, có ai đó chỉ cho ta một chút thì nó sáng lên một chút. Nhưng mà nó lại rời rạc, nó không có rõ ràng. Và chúng ta không có cái tầm nhìn xa và dẫn đến cái tình trạng là gì ạ? Là đi đến đâu biết đến đấy và để cho dòng đời xô đẩy. Đó. Sau đó thì Huy đã biết được cái điểm mạnh của mình, điểm yếu của mình và khi đó Huy đã thay đổi. Huy thay đổi từ một chủ doanh nghiệp làm về lĩnh vực nhà thông minh để trở thành một cái người chia sẻ, một cái người chia sẻ. Trong vòng 3 năm rưỡi, Huy liên tục chia sẻ trong các cái phòng Zoom rồi các cái chương trình trực tiếp và liên tục như vậy thì số lượng cái số thời gian mà Huy chia sẻ đến thời điểm này nó phải trên 10.000 giờ. Ngày nào cũng đào tạo anh ạ, đào tạo nội bộ cho đội nhóm và đào tạo cho cộng đồng. Thì hiện nay thì Huy có một cái cộng đồng ở trên Facebook, một cái nhóm Facebook có hơn 200.000 thành viên, gần 200.000 thành viên. Ngoài ra thì có các cộng đồng khác nhỏ hơn nữa. Huy cũng có đội nhóm kinh doanh với hàng trăm gọi là nhân viên. Đó. Thì Huy thấy rằng mình cần phải cho đi nhiều hơn, cho nên hàng ngày Huy đều hàng tuần Huy đều đào tạo những cái chương trình hoàn toàn miễn phí vì cộng đồng để giúp cho những người nào đó có thể họ chưa biết thì họ sẽ biết, và từ khi họ biết đến khi mà họ thành công thì chúng ta đóng góp một cái viên gạch nhỏ nào đó trong cái việc thành công của những cái người mà đang khát khao thành công.
Thì Châu Huy xin hỏi bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay chúng ta khao khát trở nên thành công hơn, trở nên giàu có hơn, trở nên có được nhiều thứ hơn trong cuộc đời này, thì vui lòng comment là tôi được không ạ? Comment là tôi nếu anh chị em thực sự mong muốn cái điều này. Còn nếu anh chị em không mong muốn, vui lòng đừng comment. Đừng comment nếu anh chị em không muốn. Huy biết có những người sẽ không mong muốn nhưng vẫn vào đây để xem. Và xin thưa với anh chị em, nếu anh chị em vào đây và xem ấy, thì anh chị em chẳng nhận được cái gì đâu. Cho nên nó sẽ mất thời gian. Tốt nhất là anh chị em out cái phòng Zoom này ra để làm việc khác nó có giá trị hơn. Chứ đừng vào đây để xem. Vào đây để chúng ta gì ạ? Chúng ta học tập một cái điều gì đó mang về để chúng ta áp dụng nó vào trong cuộc sống, trong công việc của mình để chúng ta thành công hơn. Đấy. Và Huy thì có một chuỗi các cái chương trình đào tạo để giúp cho anh chị em phát triển bản thân cũng như là phát triển công việc kinh doanh. Tuy nhiên ngày hôm nay thì nó là cái chương trình hoàn toàn miễn phí để giúp cho anh chị em chúng ta có một cái góc nhìn, có một cái kiến thức để mà tập trung trong cái công việc kinh doanh tốt hơn. Ok không ạ? Rồi, cảm ơn anh chị em. Thì khi mà chúng ta bắt đầu kinh doanh bất kể một cái công việc gì đó ấy, một cái sản phẩm gì đó, hoặc chỉ đơn giản là chúng ta mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn ấy, thì có một cái điều cực kỳ quan trọng, đó là biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng. Giống như là chúng ta đi đánh trận ấy, đúng không ạ? Chúng ta đi làm kinh doanh thì người ta gọi là thương trường giống như chiến trường, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta làm kinh doanh thì chúng ta cần phải có một kỹ năng, đó là kỹ năng gì ạ? Kỹ năng nhìn người. Kỹ năng nhìn người, rồi kỹ năng gì ạ? Dùng người, kỹ năng nhìn người, tuyển người, dùng người, rồi là gì ạ? Rồi sa thải người. Đây là những kỹ năng cực kỳ quan trọng ở trong công việc kinh doanh. Thế thì để mà nhìn được người thì chúng ta phải hiểu bản thân mình, đúng không ạ? Mình là ai? Mình đang có thế mạnh, điểm yếu gì? Và họ tính cách họ ra sao? Đó. Và sau khi mà Huy học, mà Huy biết đến cái mô đun này thì Huy rèn luyện nó rất là kinh. Và cuối cùng thì Huy có thể đọc ra được cái tính cách của một người sau khi Huy chỉ gặp họ khoảng 3 đến 5 giây, chưa cần họ phải nói, chưa cần họ phải mở miệng nói, Huy đã biết họ là người như nào. Anh chị em có muốn học cái bí kíp để mà có thể chỉ trong 3 đến 5 giây mà mình có thể biết được họ là ai, họ có tính cách gì, họ thích nói chuyện theo cách kiểu nào đấy, và làm thế nào để khiến cho họ thích mình? Anh chị em có muốn học cái gọi là tuyệt chiêu này không ạ? Nếu anh chị em muốn thì comment là dạ tôi muốn, được không ạ? Comment xuống là tôi muốn nếu anh chị em thực sự muốn, đúng không ạ? Đó. Và cái điều đặc biệt là cái cách này nó rất là dễ, nó không khó. Ví dụ như là chúng ta phải xem sinh trắc vân tay, hoặc là những cái gọi là tử vi tướng số các thứ, thì nó rất là khó để mà tiếp cận, rất là khó để mà chúng ta gì ạ, chúng ta hiểu, chúng ta nhớ. Nhưng mà ở đây ấy, cực kỳ dễ, anh chị em nhớ rất dễ luôn. Huy sẽ chỉ cho anh chị em cách làm sao mà rất là dễ luôn, đúng không ạ? Đơn giản, ai cũng có thể làm được hết. Đó. Rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái bài chia sẻ ngày hôm nay, đúng không ạ? Rồi. Với cái module chính thức của nó là gì ạ? Thấu hiểu bản thân và thấu hiểu khách hàng. Thì hiểu mình, hiểu người, trăm trận trăm thắng, đúng không ạ? Và đây là cái kỹ năng cơ bản. Vì vậy, chúng ta biết rằng là trong thế giới ấy, người ta sẽ chia ra làm bốn bốn cái dạng người khác nhau, bốn cái loại tính cách khác nhau. Tất nhiên nó có rất nhiều tính cách, nhưng mà quy nạp lại thì nó có khoảng bốn cái nhóm tính cách khác nhau. Đấy, để làm gì ạ? Để cho mình dễ nhớ, để cho mình dễ thuộc, để cho mình dễ đánh giá, được chưa ạ? Rồi, thì bốn nhóm tính cách đó là gì và tại sao chúng ta lại có thể thấu hiểu được khi chúng ta học cái điều này? Thì bốn nhóm tính cách đó là như sau. Thứ nhất, đấy là cái người nhóm D, nó gọi là Dominions, tức là những cái người mạnh mẽ, tự tin, xông xáo, chủ động, quyết tâm, tập trung và hướng tới kết quả. Những người này hơi áp đặt một chút, nhưng họ là những người thích thử thách,
thích những cái khó khăn. Khó khăn nó chính là gì ạ? Nó chính là động lực của họ. Những người này rất thích gì ạ? Đi trước, đón đầu và làm việc rất là liều lĩnh. Đấy. Liều lĩnh, bất chấp. Thì những người nhóm D này, anh chị em nhìn thấy những cái người mà ăn to, nói lớn, mạnh mẽ, hành động thì rất khoát, đôi khi là hơi hơi gọi là cứng nhắc, nhưng mà họ hành động rất là nhanh. Những người nhóm D này họ hành động rất là nhanh, đi đứng cũng nhanh, nói chuyện cũng nhanh. Đấy, và năng lượng cái giọng nói họ rất là vang, rất là to. Đấy, thường là những người nhóm D là như vậy. Ok không ạ? Rồi, anh chị em nào mà thấy mà giống giống mình nhóm nào thì comment cái nhóm của mình xuống nhá. Đấy, tiếp theo là người nhóm Y. Nhóm Y là những người influence, tức là gì ạ? Là những người gọi là ảnh hưởng. Những người nhóm Y thì rất là cởi mở, dễ thích nghi, dễ gần, lạc quan, vui vẻ, hòa nhã, hài hước, thích những cái mới, thích cái sự sáng tạo, rất nhiều ý tưởng. Và họ thường hướng về con người, họ thường giữ những cái mối quan hệ hơn là cái việc mà gì ạ? Là tập trung vào kết quả. Nhóm D là gì ạ? Không quan trọng là có giữ được mối quan hệ hay không, cái quan trọng nhất là gì ạ? Là phải được việc. Luôn luôn tập trung vào mục tiêu. Còn nhóm Y thì tập trung vào con người. Làm sao để mối quan hệ mọi người hòa đồng, hòa nhã. Và những người nhóm Y đặc biệt rất thích đàn đúm, rất thích nhậu nhẹt, rất thích gọi là gì ạ? Là có đồng bọn đi cùng. Nếu nhóm Y mà không có đồng bọn là họ buồn ngay, kiểu gì họ cũng phải kéo theo người này người kia. Đấy là người nhóm Y. Và người nhóm Y thì họ thích là gì ạ? Họ thích là cái người lãnh đạo. Họ thích như vậy. Họ thích là những cái người truyền cảm hứng, họ thích là trung tâm của vũ trụ. Những người nhóm Y thì họ rất là gì ạ? Là lòe loẹt, cái trang phục của họ bên ngoài ấy, cũng rất là gì ạ? Rất là đẹp. Họ thường là chịu khó để ý cái trang phục ở bên ngoài. Ok không ạ? Rồi. Tiếp theo là nhóm S ạ. Ai đây? Bố đang bận, đừng có làm như thế, đi ra ngoài. Anh chị em đợi chứ. Ok, anh chị em vừa nghe, chúng ta lại vừa ghi nha anh chị em nhá. Nếu như chúng ta không ghi kịp, chúng ta hãy nhanh tay để chúng ta chụp lại, đúng không ạ? Nhanh tay chúng ta chụp lại để chúng ta về nhà chúng ta ghi sau. Nếu trường hợp không ghi kịp, đúng không ạ? Bởi vì cái này rất là quan trọng, chúng ta không ghi chúng ta không thể nhớ được, và sẽ có cách để chúng ta thực hành để nhớ bài rất là nhanh. Ok, xin nhường lấy mic cho chú giảng. Ok, cảm ơn Trần Phương. Thì đấy là những người nhóm nhóm I hay nhóm Y. Rồi, tiếp theo đó là những người nhóm S. Những người nhóm S là những người rất là điềm đạm, từ tốn. Họ thường những người nói khá là chậm, và họ hơi rụt rè, hơi nhút nhát một chút. Nhưng họ rất là kiên định và trung thành vô cùng luôn. Họ là người rất là sâu sắc, cẩn thận và họ rất là chi tiết. Đồng thời họ là người tận tâm, lo lắng, quan tâm đến con người. Họ là những người hỗ trợ, supporter hoặc là gì ạ? Steadiness, tức là những người rất là ổn định. Những người này thường khá là gì ạ? Khá là khó để thay đổi bởi vì họ có rất nhiều nỗi sợ hãi. Nhóm S thường để ý đến cảm xúc của những người xung quanh. Ví dụ họ muốn đi điểm A nhưng những người xung quanh đi điểm B thì họ sẽ nói rằng là gì ạ? Thôi điểm B cũng được. Hoặc là nếu mà họ là người yêu, là bạn trai, là bạn gái thì làm sao ạ? Thì họ sẽ làm sao ạ? Họ sẽ khi mà hỏi là muốn ăn gì, họ nói là ăn gì cũng được. Hoặc họ nói là tùy anh. Kiểu như vậy. Đấy là những người nhóm S. Thì họ thường nhút nhát và không dám đưa ra những cái ý kiến cá nhân, không dám đứng lên để bảo vệ ý kiến cá nhân của mình, sợ người khác đánh giá, sợ người khác chê cười, sợ người khác coi thường, sợ người khác không yêu thương. Cho nên những người nhóm S thường là những người hơi nhút nhát. Bao nhiêu anh chị em thấy mình giống giống cái nhóm nào thì comment cái nhóm mà mình đang thuộc về nhé. Ok không ạ? Rồi, tiếp theo là cái người nhóm C. Những người nhóm C là những người cũng khá là tự tin, mạnh mẽ. Đấy. Và cái sự tự tin của họ nó được gì ạ? Nó được thể hiện bằng những cái năng lực cá nhân. Họ là người khá là chủ động, xông xáo, quyết tâm, cực kỳ tập trung. Và cái người nhóm C là người rất là chi tiết, cẩn thận.
Đấy, họ luôn luôn làm việc theo một cái quy trình. Họ luôn luôn làm việc theo một cái quy trình. À, bước 1 này, bước 2 này, bước 3 này. Và họ thích, rất thích làm việc với những con số. Những anh chị em nào mà không thích làm việc con số ấy, thì xem lại xem mình có phải thuộc nhóm C không. Tức là không thích làm việc con số thì thường không phải nhóm C. Nhóm C là thường thích làm việc những con số. Họ luôn luôn nói về những con số. Một là, hai là, ba là. Bước 1, bước 2, bước 3. Đầu tiên là, sau này, thứ hai là, tiếp theo là. Đấy, bao giờ nó cũng có cái tính logic. Đấy, đây là cái người nhóm C. Cái người nhóm C họ luôn luôn có những cái tiêu chuẩn riêng của họ. Và họ yêu cầu, bắt buộc, áp đặt người khác theo cái tiêu chuẩn của họ. Ví dụ như người nhóm C họ cực kỳ ngăn nắp, sạch sẽ. Và nếu mà trong nhà chúng ta có một cái người nào đấy cực kỳ ngăn nắp, sạch sẽ thì người đó chính xác là người nhóm C. Đúng không ạ? Những cái người này họ cực kỳ tuân thủ về mặt thời gian. Họ ít khi đến sớm, cũng chẳng mấy khi đến muộn. Còn cái người nhóm D ấy, là cái người rất là tiếc thời gian, cho nên họ thường là đến sớm hơn so với mọi người. Còn cái người nhóm Y ấy, là họ không có khái niệm về mặt thời gian, cho nên họ thường là gì ạ? Thường không quan tâm đến thời gian, họ thường đến muộn. Còn nhóm S thì sao ạ? Nhóm S thì tùy. Nhóm S thì tùy. Lúc thì đến sớm, lúc thì đến muộn là gì ạ? Tùy vào cái người kia. Cái người kia đến muộn thì mình đến muộn. Cái người kia là người nhóm Y là hay đến muộn thì mình cũng đến muộn. Còn cái người kia là nhóm D hay đến sớm thì mình cũng đến sớm. Còn cái người kia là người nhóm C là đến chính xác thời gian. Ví dụ như hẹn người ta là 3 giờ là đúng 3 giờ đến. Còn nếu mà đến sớm hơn thì người ta sẽ đi, người sẽ đi lòng vòng đến đúng 3 giờ người ta đến, không đến sớm cũng không đến muộn. Cho nên nhóm S là gì ạ? Tùy vào đối tượng, đối tác, đúng không ạ? Đấy. Thì đấy là gì ạ? Đấy là bốn cái nhóm tính cách cơ bản. Và chúng ta sẽ đi chi tiết sâu hơn. Bây giờ anh chị em thử đoán xem mình thuộc nhóm nào. Đấy, đoán xem mình thuộc nhóm nào. Được chưa? Đấy. Xem mình giống nhóm nào thì cứ comment xuống. Đúng không ạ? Comment xuống. Thử xem mình thuộc nhóm nào, mình phải biết mình là ai. Mình không biết mình là ai là hỏng đấy. Rồi. Ok. Rất tuyệt vời. Rồi, chúng ta sẽ đi chi tiết hơn nữa không ạ? Chi tiết hơn nha. Rồi. Những người nhóm D là những người gọi là xông xáo. Họ là người rất là năng nổ. Chúng ta sẽ thấy họ hành động rất là mạnh mẽ. Họ thường hướng đến kết quả, họ tập trung và hướng đến kết quả. Họ luôn luôn nói rằng kết quả là thứ trả lời duy nhất. Đấy. Còn tí nữa những cái nhóm khác nó sẽ khác nha. Họ rất là năng động, họ lao vào làm, hành động rất là nhanh, khả năng tập trung cực kỳ cao. Ví dụ như này, ở xung quanh ồn ào các kiểu, đối với nhóm D không vấn đề gì hết. Ở xung quanh ồn ào đi chăng nữa, họ vẫn có thể tập trung vào công việc của họ, vào cái sự suy nghĩ của họ. Không mà không giống như những nhóm khác, ví dụ nhóm Y, nhóm S là những cái nhóm này là gì ạ? Nó cứ vảnh tai lên nghe, sau đó cứ ảnh hưởng của những cái người xung quanh làm cho họ không tập trung được. Họ phải có phải môi trường nó phải yên tĩnh họ mới tập trung được. Không, nhưng nhóm D thì kể cả môi trường xung quanh là ồn ào, họ gì ạ? Họ vẫn làm cái công việc của họ bởi vì họ chỉ tập trung vào cái việc mà họ cần làm mà thôi. Cái người nhóm D thì cũng là cái người rất là chủ động, quyết đoán, họ luôn luôn tìm ra được cái công việc để họ làm. Họ không bao giờ để người khác phải chỉ là phải làm cái này cái kia. Họ luôn biết việc để làm. Cho nên thường nhóm D sẽ là những cái người quản lý, những cái người lãnh đạo, những cái người chủ doanh nghiệp, những cái người điều hành. Bởi vì họ cũng là những người rất là quyết đoán, họ ra quyết định rất là nhanh. Đó. Thì những người ra quyết định nhanh như vậy thì nó có hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là gì ạ? Là họ thành công nhanh. Họ tiết kiệm được thời gian, họ thành công nhanh hơn. Nhưng cái yếu tố thứ hai đó là những cái người quyết đoán, tức là ra quyết định nhanh cộng với cả trí tuệ mà không phát triển, nó dẫn đến tình trạng nó gọi là gì ạ? Nó dễ bị lừa. Bởi vì sao ạ? Nhóm D, một là tin thì rất tin, hai là rất là dễ bị lừa. Bởi vì sao ạ? Nhiều khi bị hố ấy, mình ra quyết định nhanh quá, mình mua mà chưa kịp suy nghĩ, mình mua hàng chưa kịp suy nghĩ thì là gì ạ? Bị hố. Đấy, kiểu vậy. Đấy, đôi khi mình không có những cái thông tin chi tiết để mà mình phân định là đúng sai, tức là cái trí tuệ của mình không có, thì dẫn đến là quyết định nó gọi là vội vàng. Hay người ta bảo là gọi là nhanh nhẩu đoạn,
kiểu kiểu như vậy, nhanh quá nhưng mà lại đành đoạn. Những người nhóm D là những người thích tiên phong, thích đứng mũi chịu sào, thích là gì ạ? Thích khám phá ra những cái vùng đất mới, thích gọi là chinh phục những cái thứ gì đó mới mẻ. Đấy. À, họ luôn luôn là những cái người dẫn dắt người khác, chịu trách nhiệm. Họ rất là có khả năng chịu trách nhiệm, họ thích chịu trách nhiệm. À, ví dụ như này, khi mà có một cái đội nhóm ấy, cần một đội nhóm học tập chẳng hạn, thì phân nhóm ra một phát là mọi người sẽ phải bầu ra một nhóm trưởng. Thì thường người nhóm D là xung phong, tôi để tôi làm nhóm trưởng. Đấy. Hoặc là khi mà cần giơ tay phát biểu thì những người nhóm D sẽ giơ tay, tôi phát biểu. Đấy. Thì những người nhóm D họ không có sợ hãi gì cả. Họ ít cái sự sợ hãi. Và chính điều đó làm cho họ trở nên thu hút. Chính điều đó làm cho họ trở nên gì ạ? Trở nên khiến cho những người khác cảm thấy ngưỡng mộ. Mà nhóm D cũng vậy, họ rất thích được người khác ngưỡng mộ. Đúng không ạ? Nhóm D cũng là cái người rất là sinh động, rất là nhạy bén, đặc biệt là nhạy bén trong kinh doanh. Họ rất tự tin, kể cả là họ có nội lực hay không có nội lực, nhưng người nhóm D thường là những người tự tin. Và đôi khi họ tự tin quá đến mức mà gì ạ? Nó hơi ảo tưởng, nó lại hơi gì ạ? Hơi ngáo. Đấy, tức là tự tin mà không có nội lực thì thành ngáo, hành động nhanh mà không có trí tuệ thì nó gì ạ? Thì nó thành nhanh nhẩu đoạn, thành nó là gì ạ? À, thành bị lừa đó. À, họ là những người có bản lĩnh đó, có những cái gọi là khí thế hay là cái khí chất. Cái khí chất của người nhóm D luôn luôn là khí chất của những cái gì ạ? Con đại bàng. Cho nên khi mà chúng ta nói về người nhóm D thì chúng ta sẽ lấy cái hình tượng là con đại bàng, đúng không ạ? Con chim đại bàng sẽ biểu tượng cho hình ảnh của người nhóm D, ok không ạ? Rồi, những cái người nhóm D ấy, thì họ rất là liều lĩnh, đôi khi họ làm việc bất chấp cả gì ạ? cả pháp luật, cả đạo đức luôn. Đấy. Và họ không có họ rất thích là phá luật, họ rất thích phá bỏ những cái rào cản, những cái quy định, những cái gọi là tiêu chuẩn. Họ luôn luôn phá những cái tiêu chuẩn đó. À, họ không thích làm theo cái tiêu chuẩn của người khác, họ thích tự đặt ra cái tiêu chuẩn riêng của họ, họ thích đặt ra những cái giới hạn riêng của họ. Họ không thích bị những người khác áp đặt cái giới hạn của người khác đó. Và chính người nhóm D này chính là những cái nhà chinh phục, những cái người mà sáng tạo, những cái người mà tạo ra những cái thứ mới, tạo ra những cái vùng đất mới, đi thám hiểm, những nhà thám hiểm. À, tuy nhiên những người nhóm D thì rất là nóng nảy. Anh chị em thấy người nào mà đụng cái là gọi là nóng như kem ấy. Anh chị em thấy là họ gọi là đôi khi chỉ cần hơi chạm vào họ, đụng vào phát là họ có thể gầm lên được ngay. Đấy. Và họ rất là áp đặt, họ luôn luôn yêu cầu bắt buộc người khác phải làm theo ý mình. À, anh chị em nào mà ở nhà có bố hoặc mẹ luôn luôn áp đặt người khác theo cái quan điểm, theo cái ý muốn của mình ấy, thì thường nhé, thường là người đấy là người nhóm D, đúng không ạ? Đó. Và những người nhóm D thì thường đấy là họ sẽ thuộc cái nhóm gọi là nhóm chủ nghĩa cá nhân. Đó, chủ nghĩa cá nhân thì chúng ta biết là gì ạ? Có cá nhân là vị kỷ, tức là hơi ích kỷ một chút, tức là họ chỉ biết đến họ thôi, họ chỉ biết cái mục tiêu, cái quan điểm của họ thôi, còn người khác nghĩ nào không quan tâm. Đấy. Những người này thì nếu như họ không được học tập, không được phát triển thì họ sẽ rất nhiều bạn nhưng họ không giữ được bạn. Họ rất là chủ động cho các mối quan hệ, cho nên họ có thể tạo ra những người bạn mới rất là dễ dàng. Nhưng giữ những người bạn đó ở bên cạnh mình để mà yêu thương, để mà hỗ trợ, để mà tha thứ, để mà gọi là lâu dài thì rất là khó. Nếu như họ chỉ là nhóm D thôi thì mở rộng các mối quan hệ thì rất là tốt, đi đánh trận thì rất tốt, nhưng giữ thành thì lại không tốt. Bởi vì họ không muốn ngồi yên một chỗ, họ phải bay nhảy, họ phải đi đây đi đó, nhưng còn ngồi yên một chỗ là họ khó chịu lắm. Đó. Thì anh chị em sẽ thấy những người nhóm D thường sẽ là những người rất thành công. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ có đủ những cái yếu tố để trở nên những cái người leader. Những người nhóm D thường là những người leader. Những người nhóm D thường sẽ là những chủ doanh nghiệp. Cho nên phần lớn nhá, các chủ doanh nghiệp là những người nhóm D. Cho nên có rất nhiều người bảo là gì ạ? Là chủ doanh nghiệp là sẽ hơi cô đơn là vậy. Bởi vì sao ạ?
Bởi vì họ tính cách của họ như vậy, chứ không phải là chủ doanh nghiệp thì cô đơn đâu. Không phải đâu. Bởi vì tính cách của những người nhóm D thì họ sẽ gì ạ? Sẽ hơi cô đơn. Họ sẽ không có những cái người mà thực sự hiểu họ. Đấy, thực sự thấu hiểu họ, những cái người bạn mà chí cốt là rất là ít có, nhưng mà sẽ ít. Đó. Đấy là cái nhóm tính cách nhóm D, đúng không ạ? Thế bao nhiêu anh chị em thấy nó giống giống mình một tí thì comment xuống nhé. Ừ. Rồi. Tiếp tục chúng ta đi đến cái người nhóm Y. Người nhóm Y thì sao ạ? Họ là cái người có khả năng thuyết phục cực kỳ tốt. Những người nhóm Y thì rất là cởi mở, vui vẻ, hòa nhã, hướng về con người. Cho nên họ sẽ rất là dễ dàng để mà hòa đồng với một cái nhóm người mới. Họ rất là hài hước, vui vẻ, cho nên họ được mọi người yêu quý. Họ đi đâu họ, ê xin chào, ê, chào nhé, ơi thế nào, gia đình thế nào, sức khỏe nào, ơi dạo này làm việc tốt không? Đấy, đi đâu họ cũng có bạn hết, đi đâu họ cũng vui vẻ hết. Và họ luôn luôn thích cái vui vẻ. Đấy, họ không thích những cái buồn phiền đâu. Đó. Và nếu mà họ buồn ấy, không ai nhìn thấy họ buồn ấy, họ thường giấu cái nỗi buồn của họ vào bên trong để làm gì ạ? Để mà thể hiện cái niềm vui, cái bộ mặt vui vẻ của họ ra bên ngoài. Đó. Cho nên cái người nhóm Y ấy, thì nhiều khi ấy, nó cũng rất nhiều cái bộ mặt khác nhau. Và những người diễn viên, người mẫu, ca sĩ, những người mà hoạt động nghệ thuật ấy, thì đa phần là nhóm Y. Bởi vì sao ạ? Nhóm Y là những cái nhóm mà gì ạ? Rất là thu hút, và những cái nhóm mà rất là sặc sỡ, lè lẹt, thích màu sắc, thích cái đẹp, thích trải chuốt, thích bóng bẩy. Cho nên là hình ảnh bên ngoài của họ lúc nào cũng phải đẹp, về nhà xấu thì kệ, nhưng mà đã ra bên ngoài là phải đẹp. Đó. Họ thích những cái mới, những cái lạ, những cái khác biệt, những cái thứ dị biệt. Nói chung là họ không thích giống mọi người, họ phải hơi khác khác người tí thì họ mới mới thích. Đấy. Gặp người lạ thì họ không có ngại, không có sợ. Đấy, họ sẵn sàng tiếp xúc với người lạ. Đấy. Và rất là nhanh nhanh chóng để bắt chuyện, làm thân, làm quen. Ừ. Họ thích cái sự yêu mến, ngưỡng mộ, thích cái sự yêu mến của mọi người. Nhóm D ấy, thích mọi người ngưỡng mộ, nghe lời, làm theo. Còn nhóm Y ấy, là thích mọi người yêu quý, thích mọi người tôn thờ. Đấy, tôn thờ và gọi là kiểu như là follow mình. Đó. Họ là người rất là lạc quan, họ ít khi buồn, mà nếu mà buồn họ cũng không để cho người khác thấy họ buồn. Họ luôn luôn suy nghĩ tích cực và rất thích học tập và phát triển bản thân. Đó. Tuy nhiên người nhóm Y thường là những người học không tốt lắm. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đầu óc của họ làm sao ạ? Là có rất nhiều ý tưởng mà nó nhảy lung tung cả. Cho nên họ không có tĩnh để mà họ đọc sách, họ học bài các thứ. Thường ấy, những người nhóm Y là những người không giỏi đọc sách, thậm chí là không thích đọc sách. Cứ đọc sách là cảm thấy buồn ngủ. Bao nhiêu anh chị em mà cứ cầm lấy quyển sách đọc mà thấy buồn ngủ thì chúng ta chắc là không phải nhóm Y đâu. Đấy. Họ rất là hoạt bát, thân thiện, hòa đồng, cởi mở, năng động, hồn nhiên, đấy. Nói nhiều. Những người nhóm Y là người nói nhiều lắm. Họ nói từ sáng đến tối, gọi là gì ạ? Nói thi với đài, đài tắt thì họ vẫn nói tiếp. Nếu mà anh chị em ở trong nhà mình ấy, có ai mà nói nhiều, thích nói, cứ nói đi nói lại, nói chán, nói hồi, nói mọi người phát chán phát ngán nên vẫn cứ nói, thì đấy là người nhóm Y. Họ thích nói, cấm không cho họ nói, không khác gì cho họ vào tù. Cấm không cho họ nói, đấy là một cực hình đối với họ. Và người nhóm Y ấy, thì họ rất thích hóng chuyện, họ cứ nghe chỗ này một tí, ngóng chỗ kia một tí, cho nên họ là người hiểu rất nhiều thứ, biết rất nhiều thứ, nhưng không cái gì biết sâu hết, cái gì cũng gọi là biết mơ mơ, biết hơi hơi thôi, nhưng không biết sâu. Đó. Họ thích những cái thứ mà liên quan đến xã hội, thể thao, rồi phim ảnh, người mẫu, rồi văn hóa, rồi ca nhạc, rồi các thứ liên quan đến giải trí. Họ thích vui mà, cho nên họ thích những cái thứ giải trí. Họ thích giải trí, họ thích đi du lịch, họ thích đi đó đây, họ thích gặp gỡ mọi người, họ thích giúp đỡ mọi người, họ thích làm quen với mọi người. Đó. Cho nên là những người đấy là những người nhóm Y. Thì những người nhóm Y thì thường làm những công việc như là kinh doanh, bán hàng cũng rất là tốt, bởi vì họ có khả năng xây dựng mối quan hệ cực kỳ tốt. Họ thường làm những người làm trong cái lĩnh vực gọi là nghệ thuật,
Ví dụ như là ca sĩ, nghệ diễn viên, người mẫu thì kể cả họ vui hay buồn nhưng mà trước mặt ống kính với khán giả thì họ luôn luôn thể hiện một cái bộ mặt nó gọi là vui. Đó, thì đấy là cái điều. Và họ thường hay cười. Anh chị em mà ngồi trong Zoom ấy, mà nhìn thấy ai mà học ấy, mà thỉnh thoảng chỉ nhìn thấy cái gì hay hay họ cười ấy, thì đấy là người nhóm Y. Đó, những người nhóm Y nhìn phát biết ngay. Phụ nữ mà nhóm Y thì rất là xinh, rất xinh đẹp. Anh chị em nào cười phát nào, cười phát nhìn người nào mà cười mà thấy gọi là chỉnh chu rồi là xinh đẹp là biết ngay nhóm Y thích vui. Đó. Đó, bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom này thấy mình giống với nhóm Y này. Mình thích vui, thích đi chơi, thích đi du lịch. Thì đấy là nhóm Y, đúng không ạ? Các nhóm khác cũng thích nhá, ví dụ nhóm D, các nhóm khác cũng thích nhưng mà nhóm Y là nhóm thích nhất. Đam mê luôn. Đúng không ạ? Comment xuống nếu anh chị em là thuộc cái nhóm đấy. Rất tuyệt vời. Ok em ạ. Rồi. Cái người nhóm Y ấy, là cái người truyền cảm hứng và gây ảnh hưởng rất lớn cho mọi người. Cho nên người nhóm Y rất là dễ để trở thành những cái người xây dựng cộng đồng hoặc là những người có những cái lượng follow lớn ở trên mạng xã hội. Thường những người có lượng follow lớn ở trên mạng xã hội thường là những người nhóm Y. Những người nhóm Y rất thích chụp ảnh selfie và đăng ảnh của mình lên trên trang cá nhân hoặc là trên các fanpage. Đấy, còn những người nhóm C, nhóm S thì nó ít hơn nhé, không thích đâu. Người nhóm D chỉ đăng khi nào mà gì ạ, khi nào cần thiết mà thôi. Đấy, còn người nhóm Y thì đăng bởi vì mình thích thôi. Đó, ok không ạ? Rồi, rất tuyệt vời. Chúng ta là một người ấy, là thường ấy, là chúng ta không chỉ là có một nhóm đâu. Chúng ta sẽ có ở 2, 3, thậm chí là 4 nhóm. Tuy nhiên, chúng ta sẽ có hai cái yếu tố. Một là cái nhóm bẩm sinh, sinh ra đã thế rồi. Hai là cái nhóm học tập, tức là chúng ta bị ảnh hưởng bởi môi trường hoặc là chúng ta rơi vào cái môi trường bắt buộc chúng ta phải làm công việc đấy. Và nó khiến cho tính cách của chúng ta nó thay đổi. Đúng không ạ? Thì chút nữa Huy sẽ nói về cái phần này. Đúng không ạ? Và tiếp theo, chi tiết hơn về cái người nhóm S. Cái người nhóm S là cái người làm sao ạ? Rất là điềm đạm, từ tốn, ổn định, chín chắn, thân thiện. Đấy. Họ rất là kiên định và nồng ấm trong các mối quan hệ. Họ là người trung thành, trung thủy, sâu sắc. Cho nên mọi người rất thích nói chuyện và rất thích làm bạn với họ. Tuy nhiên làm bạn với họ không dễ. Bởi vì sao ạ? Họ chọn bạn, họ lọc bạn rất là kỹ. Họ không có nhiều bạn, nhưng đã chơi với họ thì họ sẽ hết lòng, hết mình luôn. Đấy. Họ không phải là những cái người mà quảng giao, không chủ động trong các mối quan hệ. Nhưng chơi với bạn thì họ chơi hết mình. Họ chơi rất là gì ạ? Rất là thân tình, rất là sâu, gọi là độ sâu. Đó. Họ là những người biết lắng nghe và quan tâm đến mọi người. Họ kiên trì, nhẫn nại và đáng tin cậy. Họ thận trọng trong các cái mối quan hệ và trong mọi việc. Họ yêu hòa bình, ghét chiến tranh, không thích cãi nhau, không thích tranh luận. Đúng không ạ? Khác với cả người nhóm D với nhóm C, rất là thích tranh luận. Đó. Họ cũng rất là chi tiết, trật tự, nhưng họ cũng nhớ lâu thù dai đấy. Và họ là cái người tận tâm trong cái công việc, trong cái cuộc sống. Họ là thích là cái tuýp người đứng phía sau. Ví dụ như này, chúng ta thấy những cái người diễn viên, người mẫu, tất cả các thứ, họ gì ạ? Họ rất là nổi tiếng, nhưng mà không biết rằng phía sau họ, phía sau cánh gà ấy, là có rất nhiều những người gì ạ? Hỗ trợ, đúng không ạ? Và những người hỗ trợ đó họ không thích nổi tiếng. Họ không thích nổi tiếng. Họ không thích trở thành những cái người mà nhiều người nhìn vào. Họ thích không ai biết đến họ. Đấy, những người nhóm S ấy, tức là họ thường ấy, là họ thích ẩn thân nhiều hơn. Đấy. Nếu mà cho họ đứng nói chuyện trước đám đông ấy thì họ rất là run, họ sợ lắm. Họ sợ, họ run lắm. Những người nhóm Y thì rất thích nói chuyện trước đám đông, càng đông thì họ càng năng lượng, càng đông họ càng máu. Nhưng nhóm S thì ngược lại. Chỗ nào càng đông thì họ càng sợ. Đặc biệt đông người lạ
thì họ lại càng gì ạ? Càng sợ kinh hơn. Đó. Những người nhóm S này thường ấy là họ sẽ hơi nhút nhát một chút, bởi vì họ có nhiều nỗi sợ. Họ không quyết đoán. Nhóm D là nhóm quyết đoán nhất, thì nhóm S lại nhóm gì ạ? Ít quyết đoán nhất. Họ không dám ra quyết định bởi vì họ không dám chịu trách nhiệm. Cho nên người nhóm S thường ít thành công hơn so với người nhóm D. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ không hành động. Họ hành động chậm. Họ không thay đổi. Họ thay đổi chậm. Đó. Cho nên người nhóm S thì thường là những người hỗ trợ. Họ sẽ làm những vị trí như là thư ký, hoặc là trợ lý, hoặc là chăm sóc khách hàng. Hoặc là ở nhà nội trợ, chăm con. Hoặc là làm những cái việc ở phía sau cánh gà, làm những việc việc vặt, việc nhà. Đó. Thì những người nhóm S này nếu như mà họ kích hoạt được cái yếu tố về mặt trí tuệ ấy, thì họ thực sự là một lãnh đạo tuyệt vời. Bởi vì những lãnh đạo xuất sắc nhất trên thế giới này thì thường lại là nhóm S. Nhóm D là cái nhóm mà gì ạ, có số lượng lãnh đạo lớn nhất, nhưng mà cái người lãnh đạo tuyệt vời nhất trên thế giới này thì lại là người nhóm S. Những người lãnh đạo mà chúng ta có thể để kể ra ở đây, ví dụ như là Bác Hồ Chí Minh là những người là người nhóm S, đúng không ạ? Ví dụ như là Mẹ Teresa, ví dụ như Công Nương Dalai Lama, ví dụ như là Tổng thống Obama, ví dụ như là Đường Tăng ở trong phim Tây Du Ký, ví dụ như là Lưu Bị ở trong phim Tam Quốc Diễn Nghĩa, ví dụ như là Phật Tổ, đúng không ạ? Đấy, Đức Phật, cái người mà đã gì ạ? Người đã bỏ cả ngai vàng, cả vợ con để đi tu, để mà đi tìm ra cái con đường cứu khổ cứu nạn, bởi vì họ luôn luôn mong muốn giúp đỡ mọi người. Đấy, cho nên họ không muốn quyền lực, không muốn tiền bạc. Họ đối với họ tiền bạc nó không quan trọng. Cái mà thứ mà quan trọng đối với họ đấy là gì ạ? Đấy là những cái yếu tố ở bên trong, những cái thứ mà an lành, an bình, những cái thứ mà nó gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc nó đến từ bên trong, nó là như vậy. Bởi vì với họ cái sự tâm linh, cái sự niềm tin, cái sự gần gũi giữa con người với con người, tình cảm giữa con người với con người quan trọng hơn là tiền bạc. Đó. Thì đấy là quan điểm của họ. Ok không ạ? Ví dụ như là Đức Chúa Giêsu, họ ngài cũng là gì ạ? Cũng là cái người mà luôn quan tâm và gì ạ? Và mong muốn cái điều tốt đẹp đến cho những người khác. Và những người như vậy, họ đã gì ạ? Họ đã trở thành những vị lãnh tụ hàng đầu thế giới. Họ đã mất đi hàng nghìn năm, hàng thậm chí là 2000 năm, 4000 năm. Nhưng mà những cái tư duy, những cái tư tưởng của họ đến bây giờ vẫn còn được gì ạ? Lưu truyền, vẫn còn được gì ạ? Hậu nhân lắng nghe và làm theo. Thì đấy là những người lãnh đạo tuyệt vời nhất trên thế giới này. Lãnh đạo đỉnh cao nhất thì lại là cái người mà lại quan tâm đến bên trong, chứ không phải bên ngoài, vật chất bên ngoài. Đó, ok không ạ? Rồi, đấy là nhóm S. Bao nhiêu anh chị em thuộc nhóm S thì comment xuống là nhóm S được không ạ? Cuối cùng là nhóm C. Nhóm C là những người là chính xác, ngăn nắp, chỉnh chu, đấy, rất chi tiết. Đó. Họ rất là cẩn trọng. Và luôn luôn nói chuyện với họ luôn luôn là đúng và sai. Chỉ có hai trạng thái thôi, đúng và sai. Cái thằng nhóm Y thì sao ạ? Đúng cũng được mà sai cũng được. Đấy, miễn là sao mà gì ạ? Mọi người vui vẻ. Cái thằng nhóm S thì sao ạ? Đúng cũng được, sai cũng được, miễn là sao giữ được mối quan hệ. Đấy. Thằng nhóm D thì sao ạ? Đúng cũng được, sai cũng được, miễn là sao ạ? Miễn là sao tao đạt được kết quả. Đấy. Còn thằng C thì sao ạ? Không, đúng là phải đúng chứ, để sai nó sai, đúng là phải đúng, không có chuyện đúng sai lẫn lộn rồi. 1 cộng 1 nhất định phải bằng 2, không thể là bằng 3, bằng 4 được. Đấy, kiểu như vậy. Những người nhóm C thì thường rất là bình tĩnh. Họ ít bộc lộ cảm xúc ra. Cái mặt của họ lúc nào cũng phẳng. Phẳng tức là sao ạ? Nó không có cười, nó không lên, nó không xuống. Họ vui, họ không cười, họ buồn, họ không khóc. Họ không có cái trạng thái, nó gọi là cảm xúc nó không có dâng trào. Nó không giống nhóm D rất là nóng tính bùng nổ. Nó không vui vẻ, nó không có gì ạ? Nó không cảm xúc gọi là dâng trào giống như nhóm Y. Đấy. Không dễ khóc giống như nhóm S. Mà nhóm C nó rất là ổn định về mặt tâm lý.
Đấy. Ví dụ anh chị em thấy những cái người mà làm kế toán hoặc là những cái người mà gọi là chơi bài ấy, là mặt họ phải lạnh, mặt lạnh để làm sao ạ? Để mà đối phương không đoán được họ, không biết được họ nghĩ gì luôn. À, họ thường giấu cái suy nghĩ thật của họ. Nếu mà họ phải nói ra thì họ thường nhé, thường cái nhóm C rất hay đó là gì ạ? Họ thường nói cái lý do khác, họ thường nói không đúng so với những gì mà họ nghĩ. Họ nghĩ được một đằng nhé, họ nghĩ một đằng nhé, nhưng khi mà nói ra họ lại nghĩ, họ nói lại nói khác đi. Bởi vì sao ạ? Họ sợ người khác sẽ đọc vị của họ, họ sợ người khác sẽ hiểu được tâm can của họ. Đấy, cho nên họ thường là gì ạ? Là nói lệch nó đi. Đấy. Bảo là sao mình không làm cái này cái kia. Đấy, thì bảo là tao không muốn kiếm tiền, thực ra rất muốn kiếm tiền, nhưng lại cứ bảo không muốn kiếm tiền để làm sao ạ? Để đỡ phải giải thích nhiều. Đấy, cái người nhóm Y không thích nói nhiều, không thích giải thích nhiều, nó khác hẳn với nhóm Y, nhóm C ấy, là không thích nói nhiều. Cái người nhóm Y ấy, là họ thích nói nhiều. Còn những người nhóm C ấy, là họ không thích nói, họ rất là lầm lì, im nhỉ. Đó, họ rất là nghiêm túc và không có hài hước, ít cười, họ không hài hước. Họ là người kỹ thuật và họ là những cái người mà hướng tới cái sự là gì ạ, chuẩn mực. Đó. Và nếu mà trong công việc thì họ thường làm những công việc liên quan đến kỹ thuật. Đó, những công nhân, kỹ sư, rồi kế toán, những cái thứ mà liên quan đến con số, cần sự chính xác. Họ cũng khả năng tập trung rất là tốt và rất là logic. Đó. Kỷ luật, công bằng, họ là biểu tượng của sự công bằng. Họ là biểu tượng của sự công bằng, đúng không ạ? Họ rất là sòng phẳng, thích khoa học hơn là tâm linh. Họ thường họ không tin vào những cái gì là ma quỷ thần thánh, họ không tin đâu. Nhưng mà họ tin về khoa học. Đó. Và đôi khi làm việc với họ thì rất là khó chịu. Trong nhà mình mà có ai ấy, mà nhóm C ấy, thì anh chị em thấy là rất khó ở, khó sống. Bởi vì sao ạ? Họ có những cái tiêu chuẩn riêng của họ và họ cứ áp đặt. Cái thứ hai nữa là họ rất là thận trọng, chỉnh chu, và đôi khi họ cứ yêu cầu mọi người phải giống họ. Đó. Và rất dễ cãi nhau, rất dễ tranh luận. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những cái mang tính chất là đúng sai. Thậm chí nói chuyện thời tiết thôi, bảo là ngày mai trời mưa đấy, mà đâu thời tiết rõ ràng bảo nắng, thế là cãi nhau vì nắng với mưa, mà cuối cùng là gì ạ? Vợ chồng giận nhau luôn, chỉ vì đơn giản là một câu nói sai của người chồng thì là người vợ cãi bằng được. Đó, thì đấy là cái người nhóm C. Những cái người nhóm C ấy, thì họ thường làm nhân viên. Chia buồn với anh chị em những người nhóm C. Những người nhóm C thì thích làm nhân viên. Bởi vì sao ạ? Họ cũng không thích đứng mũi chịu sào đâu. Để mà phải lao ra, để mà chịu trách nhiệm, họ không thích đâu. Nói chung là ai giao việc gì thì họ làm. Và họ làm rất có trách nhiệm. Họ sẽ làm rất có trách nhiệm. Giao việc thì họ làm có trách nhiệm. Nhưng họ không tìm ra được việc họ làm. Tức là họ không chủ động để mà tìm ra việc để họ làm. Họ không có sáng tạo. Cái sức sáng tạo của nhóm C nó không cao bằng nhóm D, nhóm Y. Đấy, cho nên là gì ạ? Nếu như mà giao việc cho họ làm thì họ làm rất tốt. Nhưng mà bỏ họ nghĩ ra việc để họ làm thì họ lại không giỏi. Cho nên họ thường bị kẹt trong cái thứ mà họ biết. Cái người nhóm C ấy, là họ thường là sẽ bị kẹt trong những gì họ biết. Họ biết những cái gì họ biết rõ thì họ mới làm. Còn những cái gì mà họ biết lơ mơ, biết không rõ thì họ sẽ sao ạ? Họ sẽ bảo là tôi biết rồi và họ lắc đầu. Còn những cái gì mà họ không biết thì họ gì ạ? Họ say no. Bất kể nó là đúng hay sai, bất kể nó tốt hay xấu. Ví dụ như này, bảo nói với họ rằng tôi có một cái công việc rất tốt mà có thể kết hợp được với anh. Đấy, thì họ hỏi nó là cái gì đấy. Thế thì mình nói cho họ một cái chủ đề mà không liên quan đến họ. Ví dụ họ đang làm về kỹ thuật trong một công ty về xây lắp điện chẳng hạn. Bây giờ mình nói với họ về một cái sản phẩm liên quan đến mỹ phẩm. Đó. Thì họ bảo là cái này tôi không biết. Và tôi không biết thì việc đầu tiên của họ đó là gì ạ? Say no. Không cần cố gắng tìm hiểu nữa. Bởi vì họ chỉ làm những cái gì họ được đào tạo, chỉ làm những gì họ được giao, chỉ làm những cái gì mà họ biết mà thôi. Và những người nhóm C thường là những người sẽ có tư duy cố định, thường thôi nhé. Sau khi mà họ được khai phá, họ được kích hoạt thì sẽ khác. Nhưng ở đây đang là cái tính cách bẩm sinh, cái tính cách gọi là gì ạ? Là gọi là riêng. Nếu mà mình chỉ có nhóm C không ấy, thì mình sẽ hành động như vậy. Nhưng sẽ có rất nhiều, có thuộc nhiều nhóm tính cách khác nhau. Thì chút nữa thì Huy sẽ chia sẻ với anh chị em. Rồi.
Bây giờ bao nhiêu anh chị em thấy mình giống giống một trong số các cái nhóm đấy, và nó có tính cách nó lại pha trộn giữa các nhóm tính cách, giữa các nhóm, thì chúng ta thử comment xuống xem là chúng ta đang thuộc mấy nhóm tính cách, được không ạ? Rồi S và D, SC, CS, IDS, IS, CS, SI, IS, CS, SI. Rồi OK, ID. Rồi nếu anh chị em là người kinh doanh, chia sẻ với anh chị em, nếu anh chị em làm kinh doanh thì những người làm kinh doanh mà thuộc nhóm tính cách là D và I là những người dễ thành công hơn so với những người khác. DI hoặc ID là những người dễ thành công hơn so với người khác, đúng không ạ? Nếu mà làm kinh doanh, tức là làm chủ doanh nghiệp. Còn những người mà nhóm C thì thường sẽ là những người giỏi chuyên môn. Những người rất giỏi chuyên môn, họ làm cái gì ấy, là họ làm rất sâu. Họ nghiên cứu cái gì ấy, họ nghiên cứu rất là sâu. Họ không nghiên cứu rộng, họ không biết nhiều, nhưng họ biết rất sâu. Cái gì thế, họ làm rất chi tiết, cẩn thận. Đó. Nhưng mà họ lại không phải người biết nhiều. Không giống như nhóm Y, không giống nhóm D, họ không biết nhiều, nhưng họ biết rất sâu. Còn nhóm S thì sao ạ? Nhóm S thì chẳng biết gì. Cái gì biết tí vậy? Cái gì cũng biết, ít biết thì ít mà lại còn gì ạ? Còn lại còn không sâu. Họ chỉ biết một thứ thôi. Đấy là gì ạ? Biết làm mọi người vui, biết làm mọi người gì ạ? Hài lòng. Biết làm cho mọi người thích làm việc với mình. Đấy là cái kỹ năng bẩm sinh rất tuyệt vời. Và những cái kỹ năng đấy là nhóm D phải học mãi không biết được. Rồi. Thế thì để mà thành công trong công việc kinh doanh ấy, thì chúng ta nên thuộc ở nhóm nào, và chúng ta có thể học tập được hay không, và bẩm sinh của chúng ta thuộc nhóm nào, và cái nhóm mà gọi là theo môi trường là nhóm nào, thì ở đây mình sẽ chia sẻ cho anh chị em. Khi mà chúng ta không có ai, tức là chúng ta ở một mình, khi mà chúng ta ở một mình mà không có một ai tác động đến chúng ta, thì cái niềm vui, cái sở thích của chúng ta là gì? Tức là mình sẽ làm gì nếu mà không bị phụ thuộc vào bất kể một lý do gì khác? Ví dụ lý do là kiếm tiền, lý do là làm người này vui, làm người kia vui, hoặc là lý do là có người quen, người bạn, rồi có họ hàng, anh em, bố mẹ ở gần để tác động đến mình. Đấy, nếu mà không có tất cả những cái tác nhân ở bên ngoài mà mình thích làm gì ấy, thì đấy là cái nhóm tính cách bẩm sinh. Tức là không cần phải làm cái điều đấy để chứng minh cho ai cả, thì đấy là cái nhóm tính cách bẩm sinh của mình. Tức là mình sinh ra đã vậy. Ví dụ như là con Huy có hai đứa. Một đứa thì rất là mạnh mẽ, xông xáo và rất là tự tin khi mà nói chuyện với người ngoài. Một đứa thì lại rất là nhút nhát, rụt rè và không có thích gọi là giao lưu với người lạ. Người quen thì ok, chứ người lạ thì nó lại hơi nhát, không chủ động trong các mối quan hệ. Thậm chí bảo nó chào còn cậy mồm nó không chào. Cứ ông bà đến nhà chơi bảo nó chào nó không chào. Rồi đến gặp ông bà bảo chào nó không chào, đi về bảo chào cũng không chào. Trong khi cái con bé thì là gì ạ? Chưa về đến nhà nó đã chào bố, con chào bố, con chào mẹ, con chào bác, con chào bà. Nó rất là nhanh mồm, còn cái thằng lớn thì lại rất là chậm mồm, không chịu nói. Đấy. Thế thì sinh ra nó đã thế rồi anh chị em ạ. Từ lúc 1 tuổi, 2 tuổi bắt đầu biết nói nó đã thế rồi. Thế mới hay ấy. Tức là mình khi mà mình học cái này ấy, thì mình nhìn mình soi lại con mình ấy, mình thấy là gì ạ? Những đứa con nó thể hiện cá tính từ rất là sớm mà mình chưa có đào tạo gì cả, chưa có dạy dỗ gì cả, nó đã thế rồi. Đấy. Thế thì đấy là cái tính cách bẩm sinh. Mình phải biết được cái tính cách bẩm sinh là tính cách bên trong của mình là gì. Và đây ấy, nó chính là cái tính cách mà mình cần phải gì ạ? Cần phải hiểu rõ mình là ai. Thì đấy là cái nhóm tính cách. Cái nhóm tính cách bên trong này nó gọi là gì ạ? Cố định, nó không có thay đổi đâu, đúng không ạ? Kiểu gì nó vẫn còn ở đấy. Người ta gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nó nằm ở chỗ này, nó nằm ở chỗ này, đúng không ạ? Tuy nhiên, trong cái quá trình học tập phát triển
và lớn lên của chúng ta, thì chúng ta sẽ có được cái gì ạ? Chúng ta sẽ có được một cái yếu tố nữa, đó là gì ạ? Là chúng ta sẽ học được những nhóm tính cách từ người khác. Ví dụ như này, một cái người mà nhóm S nhưng mà được sống ở trong gia đình mà ông bố hoặc bà mẹ nhóm D, hoặc cả hai ông bố bà mẹ nhóm D, thì làm sao ạ? Thì dần dần nó cũng sẽ học được cái tính cách của bố mẹ nó, và nó cũng sẽ thể hiện cái nhóm D ra ngoài. Và nó tưởng là nó nhóm D nhưng thực ra nó là nhóm S. Nó thích những cái gì đấy nhẹ nhàng, không thích tranh cãi, không thích đấu tranh, nhưng mà bố mẹ nó bắt nó phải như vậy, cho nên nó phải học cái cách để nó có như thế. Tuy nhiên khi nó học cái tính cách mà ngược với nó ấy, thì nó quá cảm thấy không thoải mái, nó cảm thấy nó không vui, và làm mãi nó không thành công được. Đấy là lý do tại sao những người mà thế mạnh của mình là nhóm D mà mình lại phải làm những công việc của nhóm S, hoặc thế mạnh của mình là nhóm S lại làm công việc của nhóm D, thì mình sẽ cảm thấy rất khó để phát triển cái sự nghiệp của mình. Chúng ta sinh ra là con cá mà cứ bắt chúng ta leo cây thì cả đời chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta là kẻ ngu ngốc, bởi vì chúng ta không leo cây giỏi bằng những con khỉ được. Những con khỉ nó sinh ra nó đã biết leo cây rồi, nó đã giỏi leo cây rồi, đúng không ạ? Thì nếu mà chúng ta dùng cái thế yếu của mình để đi đánh nhau với thế mạnh của thằng khác thì mình sẽ thấy mình rất là ngu ngốc, trong khi mình có thế mạnh vậy mà mình lại gì ạ? Bỏ qua nó, đúng không ạ? Mỗi nhóm tính cách đều có điểm mạnh và điểm yếu, không có nhóm nào là chỉ có mạnh, không nhóm nào chỉ có yếu, cho nên tất cả bốn nhóm đều rất tuyệt vời, họ tuyệt vời theo cách riêng của họ, ok không ạ? Và việc của chúng ta đó là phải biết mình thuộc nhóm nào để mình phát huy cái sở trường của mình và hạn chế cái sở đoản của mình. Có rất nhiều người thuộc nhóm Y, tức là thích vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, năng động, sáng tạo, thích đi đây đi đó, nhưng mà sao ạ? Nhưng mà gia đình bắt học kế toán, xong cuối cùng đi làm kế toán cũng làm được anh chị em, cũng làm được, nhưng nó không vui, nó không thích. Sau một thời gian họ cảm thấy rất là áp lực, họ cảm thấy rất là mệt mỏi, cảm thấy rất là đau khổ, rất là đau đầu, cứ nhìn thấy con số là hoa mắt. Họ vẫn làm được nhưng họ không có đam mê nó, cho nên họ không đào sâu nghiên cứu về cái kỹ năng ngành nghề. Và đến một ngày đẹp trời nào đó có ai đó nói với họ điều này thì họ bắt đầu gì ạ? Họ bắt đầu thay đổi và họ cảm thấy hối tiếc vì một thời gian rất là dài họ đã làm sai ngành sai nghề, và họ bỏ đi tất cả những kiến thức trước đây của họ để chuyển sang một lĩnh vực mới mà họ cảm thấy vui hơn. Và đây là cái điều rất là đáng buồn ở thực trạng ở Việt Nam. Với kinh nghiệm mà gọi là tư vấn doanh nghiệp cũng như là tư vấn coaching cho các cái cá nhân của Huy suốt 4 năm qua, thì Huy thấy rằng là phần lớn những cái người ở Việt Nam ấy, phần lớn thôi nhé, không phải tất cả, nhưng mà khoảng độ 80% là những cái người gọi là những cái bạn sinh viên ở Việt Nam ấy, là bị định hướng công việc bị sai, định hướng ngành nghề bị sai. Tức là ngay khi mà mình chọn trường mà thi đại học ấy là mình đã chọn sai. Mình chọn sai trường, sau đó là mình cố gắng mình học 4 năm đại học rất là đau khổ, hoặc là cao đẳng. Mình không thích cái môi trường đấy, mình không thích cái công việc đấy, nhưng mà mình lỡ gọi là đâm lao để theo lao, và mình học nó không vui, học nó không thích, nó không sướng. Xong cuối cùng là ra trường cũng cố gắng kiếm một công việc nó phù hợp với cái ngành học, xong cũng không sướng. Xong rồi là gì ạ? Là đi làm việc nó cũng không thể hiện được hết cái năng lực của mình. Và cuối cùng mình sống một cuộc đời nó giống như là cuộc đời của người khác vậy, nó không phải cuộc đời của mình, nó không giống cái thứ mà mình mong muốn. Và đến lúc 30-40 tuổi, lúc đấy họ bắt đầu mới ngộ ra, thôi chết cha, mình chọn sai đường mất rồi. Và khi đó thì một số người đủ dũng cảm, đủ nỗi đau để mà thay đổi, nhưng một số người thì không đủ dũng khí để thay đổi, cho nên họ chấp nhận sống như vậy đến cuối đời. Chúng ta cứ nhìn những cái người mà 50-60 tuổi bây giờ ấy, có bao nhiêu người là sống trọn vẹn cuộc đời của họ, hay là họ sống cuộc đời người khác và đến cuối đời họ vẫn cảm thấy hối tiếc vì họ chưa được làm những thứ đáng ra mà họ phải làm. Và họ hối tiếc vì họ đã bỏ qua những cái cơ hội để thay đổi. Và đến bây giờ họ vẫn vất vả trong công việc kinh doanh, vẫn vất vả
để kiếm tiền. Bao nhiêu anh chị em nhìn thấy cái điều này thì comment số 1 cho Huy đúng không? Chúng ta nhìn thấy cái điều này, chúng ta thấy bố mẹ của mình, ông bà của mình, hoặc là những cái người lớn tuổi xung quanh mình, họ đang chưa hạnh phúc, họ đang tiêu cực, họ đang sống một cuộc đời mà chúng ta không muốn, không muốn sống giống như họ, đúng không ạ? Đến bây giờ họ vẫn vất vả vì đồng tiền, đến bây giờ họ vẫn chưa thành công, đúng không ạ? Và mình nhìn thấy là rất nhiều người chọn sai cái con đường của mình. Và nói rằng rất nhiều người nói rằng là em không biết định hướng như nào cho đúng. Thì chính là vì là gì ạ? Là mình không hiểu mình. Mình không hiểu mình thì mình sẽ không biết là mình đi đường nào thì đúng, đường nào là sai. Và mình không biết đâu là đúng là sai thì bắt đầu là sao ạ? Mình cứ đi đại. Đi đại thì sao ạ? Thì may mắn thì nó đúng đường. Còn không may mắn thì nó sai đường. Và cái tỷ lệ mà may mắn thì nó rất thấp. Tỷ lệ may mắn thì nó thấp lắm. Cho nên người thành công ít hơn người thất bại là như vậy. Và khi mà chúng ta hiểu rõ mình là ai rồi thì lúc đó chúng ta đủ dũng cảm, chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ lựa chọn lại. Giống như Huy á, năm 36 tuổi Huy mới dũng cảm Huy lựa chọn lại. Sau một quá trình học tập phát triển bản thân thì lúc đó thì Huy mới dũng cảm bỏ đi 13 năm làm kỹ thuật cộng với cả 5 năm học bách khoa, là 18 năm cuộc đời. Lúc đấy Huy chỉ nghĩ như này, 18 năm đầu cuộc đời thì mình chẳng làm ăn gì rồi, ăn bám bố mẹ. Sau đó bắt đầu vào đại học, 5 năm đại học cộng với 13 năm làm cái công việc nhà thông minh thì nó mất 18 năm. Cuộc đời có khoảng độ 3 lần, 4 lần 18 năm thôi, đúng không anh chị em? 18 năm cuối cùng của cuộc đời thì gọi là trông cháu thôi, về hưu trông cháu thôi. Thế còn có hai cái 18 năm rực rỡ nhất cuộc đời, đấy là cái 18 năm thứ 2 và 18 năm thứ 3, đúng không ạ? Năm 36 tuổi là kết thúc cái giai đoạn 18 năm lần thứ 2 và bước vào giai đoạn 18 năm lần thứ 3. Và Huy nói rằng nếu mà mình cứ tiếp tục sống như vậy, nếu mà mình không thay đổi thì khả năng 18 năm tới mình vẫn sống như vậy và mình vẫn có những cái điều mình đang có thôi. Đấy, mình không làm cái điều gì mới thì những cái cũ nó vẫn đến. Cái kết quả cũ nó vẫn thế. Cho nên mình cần phải thay đổi. Mình bắt đầu phải gì ạ? Mình bắt đầu phải học tập phát triển bản thân và không ngại trong cái việc va chạm, không ngại trong cái việc học tập, không ngại trong cái việc tầm sư học đạo, không ngại cái việc mà bỏ thời gian, công sức và tiền bạc ra để học tập. Và rất là may mắn, nhờ cái sự cố gắng nỗ lực học tập đó mà Huy đã có một cái gì ạ? Đã có một cái dũng cảm để thay đổi. Và khi mà sau khi thay đổi thì Huy thấy mọi thứ xung quanh Huy đều thay đổi. Ngày xưa thì sức khỏe thì đi xuống, mối quan hệ, rồi tiền bạc, rồi thời gian, rồi cảm xúc, rồi tất cả mọi thứ nó kể được rất là đau khổ. Nhưng mà sau khi mà thay đổi thì nó còn đau khổ hơn. Đấy. Mỗi khi mà thay đổi bao giờ ấy, mình đang ổn định như này, đang ổn như này, thay đổi phát nó cắm đầu đi xuống. Kiểu gì cũng dính như vậy, không thể nào mà đi lên được. Nó cắm đầu đi xuống. Nhưng sau đó nó bắt đầu là gì ạ? Rơi vào trạng thái gọi là gì ạ? Là đáy. Trạng thái đáy. Và bắt đầu nó gì ạ? Bắt đầu đi lên. Và lúc mà bắt đầu đi lên ấy, là mình nhìn ra cái con đường của mình luôn. Mình biết rõ con đường của mình lên. Và gì ạ? Và mình đi lên một cách rất là bền vững, rất là chắc chắn. Và đến bây giờ thì có những cái kết quả riêng của mình. Và mình cảm thấy hạnh phúc, mình cảm thấy vui với công việc mình đang làm. Và mình tin tưởng rằng 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa mình vẫn sẽ làm cái công việc mình đang làm. Cái công việc Huy đang làm đó là gì ạ? Là công việc đào tạo, chia sẻ và giúp đỡ mọi người, giúp cho mọi người trở nên thành công hơn, trở nên giàu có hơn, trở nên hạnh phúc hơn, trở nên khỏe mạnh hơn đó. Và trở nên giỏi giang hơn. Thì đấy là cái sứ mệnh cũng như là cái điều mà Huy tin rằng Huy sẽ làm từ giờ đến cuối đời. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình đã tìm ra được cái sứ mệnh của cuộc đời mình. Mình tìm ra cái con đường của mình. Mình đã tìm ra cái định hướng của mình rồi. Bây giờ việc của mình là cứ thế mà đi thôi. Không cần phải ngó ngang ngó dọc, không cần phải ngó nghiêng gì nữa. Mình biết đây là thế mạnh của mình rồi. Mình biết đây là cái niềm vui của mình rồi. Và mình làm nó với một cái niềm vui, một yêu thích. Chứ không phải là vì công việc, không phải vì tiền bạc, không phải vì bắt buộc. Đó. Cho nên 4 năm vừa qua ngày nào Huy cũng đào tạo, gần như ngày nào cũng đào tạo liên tục trong khoảng 4 năm đó.
Và rất nhiều học viên cũng như là rất nhiều những cái người mà Huy đã giúp đỡ họ thay đổi cái tư duy, thay đổi cái cuộc đời của họ. Đấy. Và mình chỉ đơn giản là góp một cái phần nhỏ trong cái việc mà giúp họ thay đổi cái tư duy và thay đổi cuộc đời, thay đổi cái thu nhập của họ mà thôi. Nhưng là như thế đã là rất là tốt rồi. Bởi vì sao ạ? Cái người mà kích hoạt, cái người mà châm lửa ấy, thì nó gì ạ? Nó là quan trọng nhất. Còn cháy được hay không ấy, nó tùy thuộc vào mỗi người. Đúng không ạ? Mỗi người có một cái định hướng, một khát khao, một cái ước mơ khác nhau. Cháy đến đâu nó tùy vào cái năng lực của mỗi người. Ok không ạ? Đó. Thì cái việc mà khi mà Huy hiểu về DISC, nó bắt đầu nhen nhóm cho Huy những cái sự thay đổi. Cái sự thay đổi nó bởi vì mình biết mình là ai. Thì khi đó thì mình mới định hướng được tương lai của mình. Đó. Và khi mình biết mình là ai thì mình mới bắt đầu đọc vị được người khác. Và khi mình biết mình là ai thì ai đó nói với mình mày là thằng thế này, mày là thằng thế kia. Trước đây là Huy rất là buồn khi mà có nghe ai đó nói là mày là thằng thế này, mày là thằng thế kia. Thậm chí họ bảo là mày kém cỏi, mày ngu ngốc, rồi mày thế này thế khác. Thì ngày xưa rất là buồn. Nhưng mà bây giờ sao ạ? Bây giờ mình biết rõ mình là ai rồi. Cho nên ai nói gì với mình thì mình cũng cười thôi. Anh chị em tưởng tượng này, mình là cái tờ tiền 500.000. Ai đó nói rằng đây là tờ tiền 5.000. Mình có tin không ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình nhìn rõ đây là tờ 500.000. Thì kể cả ai đó nói đây là tờ 5.000 thì mình cũng cười khẩy. Mình không cần phải cãi nhau với họ. Đúng không ạ? Bởi vì mình biết rõ đây là tờ 500.000 rồi. Nhưng nếu mà mình không biết rõ đây là tờ tiền bao nhiêu thì mình thấy ai người này nói tờ 5.000, người kia nói tờ 5.000, từ này nói tờ 5.000 thì mình ấy à, đây chắc là tờ 5.000. Được không ạ? Đấy, nhưng mà khi mình biết rõ mình là ai rồi thì mọi người, những người xung quanh sẽ nói là mày không làm được đâu. Mày dốt như thế làm sao được? Mày là đứa kém cỏi, mày già rồi, mày không thành công được đâu, mày trẻ quá, mày không thành công được đâu. Mày kém như vậy không thành công, mày không có tiền, mày không có thời gian, mày không có kiến thức. Mày không làm được đâu, hoặc chính mình có những cái lời lẽ như vậy, mình nghi ngờ mình. Được không ạ? Mà mình nghi ngờ mình thì ai có thể đặt niềm tin vào mình? Đúng không ạ? Nhưng khi mình biết mình là ai rồi ấy thì khi đó mình không còn nghi ngờ gì nữa. Mình sống với cuộc sống với một niềm tin mạnh mẽ. Mình không còn nghi ngờ về bản thân mình nữa. Lúc đấy mình biết, à, mình là cá thì mình phải tìm cái môi trường để mình bơi. Mình cứ đi leo cây làm gì cho nó khổ nhỉ. Mình là người nhóm Y thì mình phải gì ạ? Mình phải làm những cái công việc mà nó phải có cộng đồng, nó phải có đồng đội, nó phải có bạn bè, nó phải có gì ạ? Nó phải có đồng nghiệp, nó phải có niềm vui, nó phải có sự sáng tạo. Ví dụ như là marketing, quảng cáo, bán hàng, sale, những cái công việc mà nó phải liên hệ mọi người, giao lưu, đấy, mở rộng mối quan hệ, kinh doanh. Cái nhóm Y mà cứ cho đi làm kế toán, làm những công việc kỹ thuật, là ngồi lập trình thì mệt chết luôn. Bảo ngồi một chỗ là khó chịu lắm. Còn là nhóm C mà bảo đi ra ngoài thì nó ngại. Nhóm C nó thích ngồi nhà thôi. Đấy, cứ thích ngồi nhà với cái máy tính, thích ngồi nhà làm việc một mình, nó tỉ mỉ tần mẩn một mình, vui. Đó. Cho nên là mỗi người chúng ta sẽ có một cái tính cách khác nhau. Mỗi người chúng ta sẽ có một cái thế mạnh khác nhau. Phải hiểu được thế mạnh của mình để mà gì ạ? Để mình lựa chọn cái ngành nghề cho nó đúng. Để mình lựa chọn cái định hướng công việc cho nó đúng. Hiểu mình, hiểu người thì dễ sống hơn. Trăm trận trăm thắng thì nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng mà gì ạ? Ít nhất đấy là yếu tố điều kiện cần để trăm trận trăm thắng. Thắng ở đây nó chỉ đơn giản là thắng về cái mối quan hệ. Mình tiếp khách, mình nói chuyện với khách. Nếu mà anh chị em làm kinh doanh muốn ứng dụng DISC để hiểu hơn về khách hàng của mình, bao nhiêu anh chị em muốn ứng dụng DISC để mà mình biết là khách hàng của mình thuộc nhóm nào, mình đọc vị nó như nào và mình đối xử với họ như thế nào, rồi mình mỗi người thì sẽ có một kịch bản bán hàng khác nhau như nào. Nếu anh chị em muốn điều này thì comment là tôi, đúng không ạ? Comment là tôi. Huy sẽ có một cái chương trình đào tạo chuyên sâu để mà thấu hiểu khách hàng vào thứ bảy tuần này. Cái chương trình này diễn ra vào hai buổi, buổi sáng và buổi chiều, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Đấy, bao nhiêu anh chị em muốn tham gia cái chương trình chuyên sâu này để mà
thấu hiểu bản thân và thấu hiểu khách hàng để mà phục vụ cho công việc kinh doanh của mình thì comment là tôi đúng không ạ? Ok nha. Rồi. Thế thì chúng ta sẽ ứng dụng được DISC vào rất nhiều cái yếu tố khác nhau. Chúng ta có thể ứng dụng vào trong cái việc mà thấu hiểu bản thân. Chúng ta có thể ứng dụng DISC trong cái việc mà kinh doanh khởi nghiệp. Chúng ta có thể ứng dụng DISC trong cái việc mà tuyển dụng nhân sự. Chúng ta có thể ứng dụng DISC trong việc mà xây dựng mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ trong gia đình, vợ chồng con cái, đúng không ạ? Mình biết, ví dụ như này, khi mà mình biết vợ mình là thuộc cái tính cách như vậy á, thì mình biết là với tính cách như vậy thì họ sẽ hành động như vậy, và khi họ hành động như vậy nó là chuyện bình thường. Ví dụ như này, vợ mình là cái người nhóm IS đi, vợ mình là nhóm người IS đi, thì sao ạ? Nhóm IS này rất là quyến rũ, và người ta nói là những người nhóm Y ấy là những người tình tuyệt vời, là những người vợ gọi là rất là xinh đẹp. Đấy. Thì đàn ông yêu bằng mắt mà, nên là vợ mà xinh là cũng rất là thích rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên cái người nhóm Y thì sao ạ? Thứ nhất đấy là họ gì ạ, họ cũng hay quên, họ nhớ trước quên sau, rồi họ hay đoảng, không chi tiết, không cẩn thận đó, rồi hay lộn xộn. Đấy. Và thường nhóm Y ấy, họ cũng không chung thủy lắm đâu, đúng không ạ? Cho nên khi mà mình biết cái người vợ mình mà nhóm Y rồi ấy, thì mình biết là cái hành xử của mình như nào. Nếu mà nhóm Y thì nó hơi não cá vàng tí, nó hơi ngáo ngáo tí, hơi đơ đơ tí, nhưng mà lại người rất là đáng yêu, rất là duyên dáng, rất là vui vẻ, nó làm cho không khí gia đình lúc nào cũng vui, lúc nào cũng lãng mạn, lúc nào cũng có những cái sự mới mẻ đó. Thế còn vợ mình mà thuộc nhóm C thì sao ạ? Úi dồi ôi, thôi xong, chi tiết cẩn thận là cái nơi mà gọi là giữ tiền tuyệt vời. Nhưng vợ mình mà nhóm Y thì sao ạ? Tiêu tiền, vung tiền quá chán, toàn tiêu trước khi mà có thôi. Đấy, lúc nào cũng tiêu nhiều hơn những gì mình kiếm được. Đó, nhóm Y vậy. Thế mình biết như vậy rồi. Đó. Và nhóm Y thì sao ạ? Thích được khen, thích được tặng quà, thích được tặng hoa. Đấy, thích được gọi là những cái lời gọi là lãng mạn, chắc là gọi là có cánh. Đấy, thích những cái lời có cánh. Đấy. Thế thì mình biết là họ như vậy rồi thì mình cứ đáp ứng những cái yêu cầu của họ thôi thì họ sẽ rất là vui. Còn cái người nhóm C thì sao ạ? Úi giời ơi, khen họ, họ còn chê, họ còn chửi cho ấy. Người nhóm C thì họ không thích khen một cách gọi là lộ liễu, khen mà họ sợ khen đểu. Những người nhóm C họ thích như nào ạ? Những người nhóm C thì họ thích là họ sẽ thích được ghi nhận. Ngày hôm nay nhá, tôi làm được 10 việc. Thì ví dụ như là mình nhóm D mình bảo thế kết quả đâu? Em đang nghiên cứu mà, em đang nghiên cứu thôi, em mới nghiên cứu được 10 cái yếu tố này thôi. Thế chưa có kết quả nào? Chưa. Nhưng mà người nhóm C họ thích là gì ạ? Ghi nhận à? Ôi, tuyệt vời đấy. Em đã nghiên cứu được 10 cái kết quả, 10 cái đầu mục này là nó ok good đấy. Tức là họ ghi nhận cái quá trình. Đấy, người nhóm C ấy, họ thích ghi nhận quá trình, thích ghi nhận cái đúc rút ra cái công thức. Đấy, người nhóm C rất là thích đúc rút ra cái công thức, cái quy trình. Và họ thích ghi nhận, được đánh giá cao bởi cái quá trình họ làm việc, chứ không phải đợi kết quả. Đấy. Thế thì đối với người nhóm C, nếu mà vợ mình nhóm C thì mình biết là kiểu gì cô ấy cũng cẩn thận, ngăn nắp, chu đáo, chi tiết. Cho nên là việc mà cô ấy chi tiêu một cách gọi là hơi tiết kiệm một tí, giữ tiền hơi hơi cao, đôi khi là tính cách nó không thoáng, nó không rộng rãi, thì mình thấy sao ạ? Thế là bình thường. Bởi vì cô ấy là thuộc cái nhóm người đấy, cho nên cô ấy suy nghĩ, cô hành động như thế là đúng rồi. Ok không ạ? Và cho nên khi mà mình hiểu được là người khác họ nghĩ cái gì thì mình làm sao ạ? Mình dễ dàng chấp nhận họ hơn. Đúng không ạ? Cái người trưởng thành ấy là cái người có thể hiểu được người khác, có thể chấp nhận được người khác, có thể bao dung được người khác, có thể tha thứ được người khác. Thì những người đấy là những người trưởng thành hơn. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần phải học tập DISC, đúng không ạ? Bởi vì khi chúng ta hiểu người khác thì chúng ta sẽ dễ dàng bao dung tha thứ cho họ, và lúc đó thì chúng ta trở thành cái người trưởng thành hơn so với cả người khác.
Và nếu như mà chúng ta có một cái người vợ nhóm D thì sao ạ? Úi dồi ôi, nó quát cho cả nhà sợ luôn, đúng không ạ? Lúc nào cũng áp đặt, lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào cũng nguyên tắc này nguyên tắc kia. Thế nhà mà có hai thằng nhóm D thì sao ạ? Nhà có hai vợ chồng, chồng nhóm D, vợ nhóm D thì sao ạ? Thì khắc khẩu, không nói chuyện được với nhau. Nói chuyện với nhau dăm ba câu là thấy khó chịu rồi. Thế thì làm sao mà là xưa lại cưới nhau anh chị em? Hai thằng nhóm D sao làm sao cưới nhau? Đây là ứng dụng DISC trong cái công việc gia đình nhé. Chọn vợ, chọn chồng hoặc là lựa nhé. À, lúc mà yêu ấy thì hai thằng nhóm D rất thích nhau. Hai thằng nhóm Y gặp nhau rất vui. Hai thằng nhóm C gặp nhau thì ít nói nhưng mà lại rất là hiểu nhau. Hai thằng nhóm S gặp nhau thì cũng rất là tâm tình, gần gũi. Nhưng thì ở với nhau lâu thì rất chán. Hai thằng nhóm D ở với nhau thì kiểu gì cũng cãi nhau, chửi nhau, oán nhau, căng thẳng, mệt mỏi. Hai thằng nhóm Y ở với nhau thì làm sao ạ? Thì hai thằng cùng nói chẳng thằng nào chịu nghe cả. Và mỗi thằng đều có những cái ý tưởng sáng tạo riêng, chẳng thằng nào nghe thằng nào hết. Đấy. Rất là vui, nhưng gọi là vui không thì không đủ. Đấy. Vui quá thì ra là gì ạ? Là dễ chia tay. Nhóm Y thích cái mới, thích cái lạ. Hai thằng đều thích cái lạ thì dễ chia tay. Hai thằng nhóm C hợp với nhau thì sao ạ? Buồn như cháy luôn, bởi vì không thằng nào nói cái gì. Đấy, hoặc là nói nhau thì cắm cẩu khó chịu. Bởi vì sao ạ? Mỗi thằng một quan điểm. Tranh luận, rất thích tranh luận. Nhóm C là nhóm thích tranh luận nhất. Nhóm D thì tranh luận tùy vào cái kết quả, tùy vào mục tiêu. Nếu đạt được mục tiêu thì tranh luận, không đạt mục tiêu không tranh luận. Tranh luận là nó phải có mục tiêu, nó phải có kết quả. Như thằng nhóm C thì tranh luận chỉ đơn giản là vì đúng sai thôi. Đấy. Đấy, nhóm Y, nhóm S thì không thích tranh luận. Đấy, mà thích gì ạ? À, thích hòa đồng, thích vui vẻ. Đấy, thì hai thằng nhóm C này thì gặp nhau thì nhà nó, gia đình nó chán, nó cứ đều, nó cũng chẳng bỏ nhau đâu. Không dám bỏ nhau, vì nhóm C nó cũng tuân thủ, nó cũng nguyên tắc, nó không bỏ nhau, nhưng mà không khí gia đình nó buồn, nó chẳng có cái gì. Hai người nhóm S ở với nhau thì sao ạ? À, rất tình cảm, rất tình cảm, rất thân thiết, rất hỗ trợ. Nhưng mà nhà nghèo. Bởi vì sao ạ? Nhóm S thường ấy, nó không có chí tiến thủ, không có mạnh mẽ, không quyết đoán, không có máu kiếm tiền lắm. Cho nên cả hai thằng mà nhóm S thì thằng nào cũng lùi phía sau, thằng nào cũng đi là thủ môn, không có thằng nào mà tấn công cả. Thì làm sao ạ? Thì chỉ đủ ăn, không giàu được, không phát triển được. Đấy. Thế thì để thành công ấy, thì có hai hướng như này. Nếu mà chúng ta chưa lấy vợ lấy chồng ấy, thì chúng ta lấy cái tính cách ngược đi. Chồng mà nhóm D thì lấy vợ nhóm F, chồng nhóm C lấy vợ nhóm Y, chồng nhóm Y thì lấy vợ nhóm C, mà chồng nhóm S thì lấy vợ nhóm D, đúng không ạ? Hoặc là ngược lại. Đấy. Nhưng mà gia đình mà Huy thấy là hạnh phúc mà ok nhất đấy là chồng nhóm DC vợ nhóm IS thì là gia đình là hoàn hảo luôn. Đấy. Vợ mà DC mà chồng IS thì nó cũng hơi lệch, bởi vì sao ạ? Cô vợ cô sẽ làm chủ gia đình và cô sẽ quyết hết. Và ông chồng mà lo nho lên phát là gì ạ? Là chết luôn. Đấy, mà chẳng may mà nghe đồng nghiệp, nghe họ hàng mà về mà nhoi lên để giành cái quyền gọi là chủ gia đình, nóc nhà ấy, là y rằng có chuyện. Cho nên là chấp nhận là đứng phía sau thì ok, còn không chấp nhận thì kiểu gì cũng ăn đòn, kiểu gì cũng cãi nhau, chửi nhau. Đấy. Cho nên nếu như mà trong gia đình mình ấy, có hai thằng cùng nhóm D, hoặc hai thằng cùng nhóm Y, hai thằng cùng nhóm C, hoặc hai thằng cùng nhóm S, thì bài toán giải quyết như thế nào? Ồ, rất dễ. Đó là gì ạ? Lúc nào mà nó nhóm D thì mình phải là nhóm S. Mình phải học cái tính cách của nhóm S. Lúc nào nó nhóm Y thì phải nhóm C. Lúc nào nó nhóm C thì mình phải là nhóm Y. Đấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà trong gia đình ấy, nó là gì ạ? Là cái chúng ta bù đắp lẫn nhau.
gia đình là một đội nhóm, và đội nhóm thành công được khi nào ạ? Khi nó có nhiều nhóm tính cách khác nhau. Càng có nhiều nhóm tính cách khác nhau thì sẽ bù đắp được cho nhau, hỗ trợ được cho nhau. Đấy. Chứ còn cả mấy người cùng một nhóm tính cách thì lại không làm ăn được với nhau. Nó phải lệch tính cách nhau. Và khi lệch tính cách nhau thì sao ạ? Thì sẽ không thích nhau, sẽ không vui. Và thời gian đầu ấy là sẽ rất là căng thẳng, rất là mệt mỏi. Nhưng nếu mà ai đó vượt qua được cái giai đoạn này thì gia đình rất là hoàn hảo. Được không ạ? Và để mà thành công nhé, để mà thành công trong bất kể công việc hay cuộc sống hay gia đình, hôn nhân hay là bất kể lĩnh vực gì, có một cái bí kíp mà mãi sau này, kể cả học DISC thì mọi người cũng không thấy nói đến điều này, nhưng mà sau này Huy mới ngộ ra và Huy cũng thấy rằng là đúng. Đó là gì ạ? Tất cả những người thành công trên thế giới này, họ đều là DISC. Họ đều là tròn hết. Họ thích là D, họ là D. Họ thích là C, họ là C. Họ thích là I, họ là I. Họ thích là S, họ là S. Họ thuộc cả bốn nhóm luôn. Và họ rất là linh động, biến báo ở trong các cái gì ạ? Trong các cái nhóm tính cách đấy. Khi mà họ cần phải đứng mũi chịu sào, phải ra quyết định, khi mà họ cần phải gì ạ? Phải tìm tòi, sáng tạo, cần phải đón nhận những thử thách, thì họ sẽ là nhóm D, mạnh mẽ, quyết đoán. Khi mà họ cần những cái chi tiết cẩn thận, chu đáo, thì họ sẽ biến thành nhóm C, rất chi tiết, cẩn thận, chu đáo và rất nguyên tắc. Khi họ cần truyền cảm hứng cho mọi người, họ cần dẫn dắt, họ cần làm cho mọi người vui, mọi người cười, mọi người cảm thấy thoải mái, thì họ sẽ thành nhóm Y, nói nhiều và bốc đồng. Khi họ mong muốn gìn giữ những mối quan hệ, họ mong muốn hỗ trợ và yêu thương, thì họ sẽ rất yêu thương, giống như nhóm F. Cho nên những người thành công thì họ đều là DISC. Và nếu chúng ta đang thuộc nhóm tính cách nào đó nổi trội hơn, thì việc của chúng ta đó là gì ạ? Hãy ngưỡng mộ những người thuộc nhóm tính cách còn lại, thay vì ghét họ, thay vì cảm thấy không hợp. Bởi vì nhỉ, nếu mà mình chỉ có một nhóm thôi ấy, ví dụ mình nhóm D chẳng hạn, mình nhìn thằng nhóm S mình ghét lắm. Tại sao ạ? Thằng nhóm D hành động rất là nhanh, nói ăn nhanh, nói nhanh, nghĩ nhanh. Còn thằng nhóm S thì ạ, cái gì cũng từ từ, hồi mai làm anh, cái gì cũng chậm chậm, suy nghĩ cũng chậm, tư duy cũng chậm, rồi suốt ngày sợ hãi. Có đúng không ạ? Mấy chủ doanh nghiệp ở trong này có thấy đúng không? Cái nhân viên mình nhóm S, mình nhóm D, mình sao ạ? Làm nhanh 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 nhanh, nó cứ từ từ từ, ghét không? Ghét. Đấy. Hoặc là nhóm Y với nhóm C thì sao? Thằng nhóm Y thì sao ạ? Nó rất là linh động, rất là thoải mái, vui vẻ, nó rất là sáng tạo. Nhưng mà thằng nhóm C thì sao ạ? Nó khó chịu, rất là khó chịu. Nó phải, anh ơi, phải từ từ, phải bước này xong rồi bước kia. Nhóm Y thì chẳng có bước nào, thích thì làm, cảm xúc thích thì làm. Nhóm C thì sao? Nguyên tắc, rất nguyên tắc, và nguyên tắc đến mức khó chịu luôn. Đúng là đúng, sai là sai. Thế là thằng nhóm Y, nhóm C rất là cãi nhau. Thằng nhóm C thì sao ạ? Thằng nhóm C thì chửi thằng nhóm Y thì sao ạ? Mẹ nói nhiều, nói này nói lắm đấy, nói nhiều đấy, nói ít thôi. Đấy, tức là cái nhóm tính cách khác nhau ấy thì mình sẽ rất là khó chịu với nhau. Nhưng khi mà chúng ta biết rằng chúng ta phải là DISC, thì việc của chúng ta đó là phải học những cái nhóm tính cách còn lại. Và nếu như mà trong đội nhóm của mình, trong gia đình của mình có những cái người ấy thuộc nhóm tính khác ấy, thì thay vì mình ghét họ bởi vì họ không giống mình, thì chúng ta hãy trở nên yêu mến họ, ngưỡng mộ họ và tôn trọng họ, để là gì ạ? Để mình học được những cái tính cách tốt của họ, được những cái thói quen của họ, những cái thứ mà mình đang yếu. Ví dụ như này, thằng nhóm D nó nhanh nhưng nó đoản, nó nhanh nhưng nó dễ làm mất lòng người khác, nó nhanh, nó quyết đoán, nó thích thử thách, nhưng mà nó lại không kiên trì, nó lại không gì ạ, nó không điềm đạm, nó lại gì ạ, nó lại làm cho mọi người cảm thấy áp lực, không vui. Cho nên nếu mà nó muốn thành công thì nó phải học cái tính cách của nhóm S, đó là gì ạ? Chậm lại, từ tốn, vừa mạnh mẽ nhưng mà phải vừa yêu thương. Chứ mạnh mẽ không thì sao ạ? Thì đứt. Cứng quá thì sao ạ?
cứng quá thì đứt. Phải biết lúc cứng, lúc mềm, lúc tiến, lúc lui. Thì đấy mới là cái người gọi là toàn vẹn. Và chúng ta biết rồi, trong cuộc sống mình ấy, muốn thành công ấy, thì mình phải là cái người tròn vẹn. Bánh xe cuộc đời nó tròn. Nếu mà mình chỉ giỏi một thứ thôi, tức là mình chỉ biết một thứ thôi, thì cuộc sống của mình nó sẽ không hạnh phúc, nó sẽ không vui. Cho nên mình phải biết nhiều thứ. Mình phải trở thành cái người mà tròn vẹn hơn. Và sau khi Huy hiểu điều này, Huy mới à, thôi chết rồi. Trước đây mình thiếu cái nhóm này, trước đây mình không thích cái điều này, nhưng bây giờ mình phải học để trở thành cái người mà tròn vẹn. Và khi đó thì mình sẽ nhìn thấy mọi người một cách rất là bao dung. Bởi vì mình học cái nhóm tính cách nhóm Y, mình nhảy vào nhóm Y, mình sống ở trong cái môi trường nhóm Y. Mình nhảy vào nhóm S, mình sống ở trong môi trường nhóm S. Mình biến thành người nhóm S, mình hiểu họ. Và khi mình hiểu họ, mình không còn trách họ nữa. À, mình hiểu rằng là với cái tính cách của nhóm S của họ, cho nên họ từ từ, vậy là đúng rồi. Mà mình không cáu họ nữa. Mình không cáu họ thì họ không sợ mình. Và họ không sợ mình nữa thì họ sẽ gì ạ? Họ sẽ yêu quý mình. Và để thành công trong cuộc sống ấy, thì để thành công và hạnh phúc trong cuộc sống ấy, thì mình hãy đo lường chất lượng các cái mối quan hệ ở xung quanh mình. Hôm nay mình vừa mới đọc một cái bài báo nói về một cái cuộc nghiên cứu của trường Harvard. Trường Harvard đã có một cái cuộc nghiên cứu diễn ra trong vòng 75 năm. Họ nghiên cứu là làm thế nào để cho mọi người hạnh phúc. Thì có rất nhiều kết luận, nhưng mà trong đó có một kết luận nổi trội. Đó là để trở nên hạnh phúc thì chúng ta cần phải có những cái mối quan hệ chất lượng ở xung quanh mình. Những mối quan hệ chất lượng xung quanh mình sẽ quyết định cái sự hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta nếu mà chúng ta có tiền mà không có những mối quan hệ, chúng ta không hạnh phúc. Nếu chúng ta có thời gian để đi chơi, có sức khỏe để đi chơi, có tiền để đi chơi, nhưng chúng ta không có những mối quan hệ để chúng ta chia sẻ, chúng ta cũng không hạnh phúc. Và chính cái việc mà kết nối mọi người với nhau chính là một nhu cầu rất lớn. Và nhờ cái đánh vào cái nhu cầu đó mà Facebook trở nên thành công, TikTok trở nên thành công, Google, YouTube rồi tất cả các mạng xã hội nó trở nên thành công giống như vậy. Bởi vì sao ạ? Mọi người thích cái sự kết nối với người khác. Điều gì diễn ra nếu anh chị em ở trong một cái đảo hoang có rất nhiều kim cương, lúc nào cũng ăn xương, ăn cá rất là khỏe, có thời gian cả ngày chẳng biết làm gì đấy, nhưng mà không có ai ở đó cả, anh chị em có hạnh phúc không? Kim cương vàng bạc rất nhiều, sống trên đống vàng luôn, nhưng có hạnh phúc không ạ? Không hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đơn giản chúng ta có những cái người yêu quý mình, những cái người tin tưởng mình, những cái người họ đi theo mình, họ ngưỡng mộ mình, thì đấy chính là hạnh phúc, đúng không ạ? Thì để làm điều đó thì chúng ta phải trở thành người tròn vẹn, là phải người DISC. Và thứ bảy tuần này Huy cũng sẽ có một module để hướng dẫn anh chị em cách làm sao để mình học những cái tính cách của người khác, cách làm sao để mình có thể trở thành những cái nhóm người khác. Chỉ cần búng tay một cái thôi là chúng ta trở thành người khác, bất kể trước đó chúng ta đang ở trạng thái cơ thể nào, bất kể trước đó chúng ta đang hành động như nào, kể cả là chúng ta đang rất là mạnh mẽ, đang rất là hùng hổ như này, nhưng ngay lập tức chúng ta có thể yêu thương, có thể nhẹ nhàng, có thể biến mình vào một cái trạng thái khác. Để làm gì ạ? Để chúng ta có thể hiểu người khác và chúng ta hiểu chính mình. Khi chúng ta là DISC rồi ấy, thì chúng ta có thể trở thành bất kỳ ai, chúng ta có thể sống với bất kỳ ai. Và khi đó thì mọi người đều yêu quý chúng ta, khách hàng cũng yêu quý chúng ta, nhân viên cũng yêu quý chúng ta. Và khi đó chúng ta không còn cô đơn nữa. Chúng ta không còn cái trường hợp mà nhiều tiền mà lại cô đơn nữa. Chứ không còn trường hợp mà doanh nhân mà lại cô đơn nữa. Khi chúng ta là người DISC, khi chúng ta là cái người mà được nhiều người yêu mến. Cho nên có một câu như này, đó là đừng cố gắng trở thành người thành công, hãy cố gắng trở thành người mà người khác thích làm việc cùng. Khi bạn trở thành người mà người khác thích làm việc cùng thì sớm hay muộn bạn sẽ thành công.
Còn nếu mà chỉ chạy theo đồng tiền, chỉ chạy theo thành công thì bạn đang là người ích kỷ cá nhân. Và những người nhóm D và nhóm C thì thường là những người vị kỷ cá nhân, nghĩ cho riêng bản thân mình. Và những người như vậy thường là chúng ta không thích chơi. Huy hỏi anh chị em này, bao nhiêu anh chị em thích chơi với những người vị kỷ, những người ích kỷ? Nếu anh chị em thích chơi với những người ích kỷ thì comment số 1, và không thích chơi với những người ích kỷ thì comment số 2. Để Huy khảo sát xem là trong cái hồng zoom này, xem là tỷ lệ bao nhiêu phần trăm những người mà không thích chơi với những người ích kỷ thì comment số 2, mà thích chơi thì comment số 1. À, có bạn Duy Thạch vẫn thích chơi với những người ích kỷ. Những người ích kỷ là như nào ạ? Là họ chỉ nghĩ cho bản thân thôi, họ không nghĩ cho người khác. Họ làm sao có lợi cho bản thân của họ là được, còn có lợi cho người khác thì họ không quan tâm, đúng không ạ? Đấy là người ích kỷ, họ chỉ nghĩ về bản thân họ, họ nghĩ cho họ quá nhiều. Ví dụ như này, họ luôn luôn nghĩ là họ làm cái đó được cái lợi gì, làm cái này thì tôi được cái gì đó, thì đấy là những người ích kỷ kiểu kiểu như vậy. Hoặc là họ sẽ luôn luôn nghĩ rằng người khác cũng xấu giống như họ. Người ta gọi là lấy lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử, kiểu kiểu họ không hiểu tại sao lại có những người tốt thế, họ lại gì ạ, đào tạo miễn phí, sao lại có người tốt thế nhỉ, vô lý. Kiểu gì nó cũng phải có cái điều gì đấy, nó kiểu kiểu như vậy. Huy đào tạo miễn phí ở Zoom Gà Gáy, Zoom 5 giờ sáng liên tục trong vòng 3 năm rưỡi, không bán một cái hàng gì hết, không bán hàng gì hết. Chỉ đơn giản là trao giá trị, bởi vì sao ạ, bởi vì mình thích thế, mỗi thế thôi, chẳng bán cái gì. Ok không ạ? Thì có những người như vậy, nhưng mà họ không hiểu, họ không hiểu và họ cảm thấy rất là khó chịu, rất là đau đầu đấy. Thế thì nếu mà chúng ta muốn được mọi người yêu quý ấy, thì mình phải chuyển từ cái trạng thái vị kỷ, tức là nghĩ cho bản thân mình, lên cái trạng thái là vị chủng, tức là nghĩ cho người khác. Những người vị chủng thường là những người nhóm Y và nhóm S. Những người nhóm Y, nhóm S luôn luôn nghĩ cho người khác, luôn luôn muốn giúp đỡ mọi người. Thì cho Huy xin hỏi, bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay, chúng ta mong muốn và sẵn sàng giúp đỡ người khác, và khi giúp đỡ người khác mình thấy vui thì comment là tôi, đúng không ạ? Comment là tôi. Nếu anh chị em là gì ạ? Là những người thích giúp đỡ mọi người và luôn luôn tìm cách này cách kia để giúp đỡ người khác, và mỗi khi mình giúp được người khác cái điều gì đó thì mình cảm thấy vui. Vui chỉ đơn giản là mình cho đi được thôi, còn họ nhận được như thế nào đó thì mình không biết, kể cả họ vui họ không vui thì mình không biết, nhưng mà mình cho đi là mình đã vui rồi đó. Mình cứ cho đi là mình vui rồi, thì comment là tôi, đúng không? Ok, mình đang nhìn thấy rất nhiều anh chị em comment đây rồi. À, rất tuyệt vời. Thì ví dụ như là trong đội nhóm của Huy cũng vậy, là Huy tìm kiếm những con người mà thích cho đi, thích cống hiến. Tức là cống hiến cho đi ấy, nó là niềm vui, nó không phải là một chiến lược kinh doanh, nó không phải là mình làm cái đó để mình kinh doanh được tốt hơn, không phải. Mình làm cái đấy nó phải trở thành thói quen, nó trở thành tính cách của mình. Và Huy tìm vào trong đội nhóm của mình những con người như vậy, và xây dựng cái đội nhóm của mình từ những cái việc văn hóa nhỏ như vậy, để gì ạ, để trở thành một cái đội nhóm mà có cái văn hóa là gì ạ, cống hiến, yêu thương, biết ơn gia đình và chính trực. Đấy là cái văn hóa đội nhóm của Huy. Bao nhiêu anh chị em thích cái văn hóa đội nhóm kinh doanh mà trong đó tất cả mọi người đều yêu thương nhau, đều cống hiến, sẵn sàng cho đi giúp đỡ nhau, đều luôn luôn biết ơn khi mà nhận được một cái sự trợ giúp, sự hỗ trợ gì đó, và luôn luôn coi nhau như anh em trong gia đình, chơi với nhau, ăn với nhau, làm với nhau, hỗ trợ nhau, bảo vệ nhau, và luôn luôn nói những cái điều mà chính trực. Nếu anh chị em muốn điều này thì comment số 4 cho Huy, đúng không ạ? Comment số 4 nếu anh chị em muốn thuộc về một cái đội nhóm như vậy. Chỉ đơn giản là gì ạ? Là chúng ta biết mình là ai, sau đó chúng ta định hướng mình đi tìm cái môi trường phù hợp giống như Huy vậy. Huy khi mà Huy biết mình là ai rồi, Huy biết mình muốn điều gì rồi, thì bắt đầu Huy đi tìm cái môi trường mà có cái điều mà Huy muốn. Và nếu mà trước đây ấy, mình chưa tìm được ấy, thì đừng có dừng lại.
tìm cái môi trường mình cảm thấy vui, cảm thấy thích thì mình hãy gì ạ? Hãy dừng lại. Còn nếu mà cái môi trường đấy mà mình không thấy vui, không thấy thích thì đừng dừng lại, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đây là một cái lời của gì ạ? Của Steve Jobs, là giám đốc điều hành cũng như là chủ tịch của Apple. Ông ấy nói rằng nếu bạn chưa yêu thích cái công việc mình làm, nếu bạn chưa tìm được cái môi trường mà mình cống hiến, mình cảm thấy vui thì đừng dừng lại, hãy tiếp tục kiếm tìm. Và bao nhiêu anh chị em, Huy không cần biết là công việc hiện tại của anh chị em là gì, không biết là anh chị em đang kinh doanh như nào, nhưng nếu mà anh chị em mong muốn trở thành cái người kinh doanh, trở nên giàu có, trở nên thành công và mong muốn tìm một cho mình một cái môi trường để học tập phát triển bản thân liên tục, mong muốn tìm cho mình một cái nơi để mà mình có những người đồng đội để mà hỗ trợ nhau, ủng hộ nhau, giúp đỡ nhau để phát triển về cá nhân của mình, phát triển về tư duy của mình, phát triển về những kỹ năng của mình và được học tập liên tục và gần như là miễn phí, thì anh chị em chúng ta hãy comment số 5 ạ. Huy rất là mong muốn kết hợp với những con người số 5 này. Anh chị em có muốn kết hợp với Huy không? Có muốn trở thành đồng đội của Huy không ạ? Nếu những người số 5 này muốn trở thành đồng đội của Huy, muốn trở thành bạn của Huy, muốn trở thành người thân, người nhà của Huy, để mà chúng ta có thể chơi với nhau từ giờ đến cuối đời. Muốn thôi đã. Còn làm hay không thì được hay không thì tính sau. Nhưng mà muốn không đã thì comment số 6. Nếu anh chị em muốn điều này thì comment số 6. Được không ạ? Comment số 6. Chúng ta sẽ đồng hành với nhau, sẽ học tập cùng với nhau, sẽ kinh doanh cùng nhau. Huy ở đây Huy có một cái công việc kinh doanh, Huy có cái sản phẩm để kinh doanh, Huy có một mô hình kinh doanh để mà tất cả anh chị em chúng ta đều cùng có thể làm với nhau được. Một cái mô hình kinh doanh mà chúng ta không cần phải đầu tư quá nhiều tiền, chúng ta không cần phải quá giỏi, chúng ta không cần phải có quá nhiều thời gian, chúng ta cũng không cần phải ở gần nhau. Chúng ta có thể làm ở Hà Nội, có thể làm ở Sài Gòn, có thể làm ở Quy Nhơn, Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang. Và chúng ta cũng thể làm khi chúng ta đang ở Nhật Bản, đang ở Đức, đang ở Pháp, đang ở Campuchia, đang ở Malaysia, đang ở Brazil, đang ở Mexico, đang ở Canada, đang ở Mỹ. Chúng ta cũng có thể làm nếu chúng ta là nam hay chúng ta là nữ. Chúng ta cũng có thể làm nếu mà chúng ta vừa mới tốt nghiệp đại học hoặc tốt nghiệp cấp 3, thậm chí là chưa tốt nghiệp cấp 2 cũng có thể làm được. Chúng ta có thể làm nếu chúng ta chưa đến 90 tuổi. Chúng ta cũng có thể làm nếu mà chúng ta đã vượt qua 18 tuổi. Từ 18 cho 90 tuổi chúng ta đều có thể làm được. Bao nhiêu anh chị em mong muốn làm một công việc như vậy? Và chúng ta cũng có thể làm nếu chúng ta có mục tiêu tài chính là kiếm 5 triệu một tháng. Chúng ta cũng có thể làm nếu mục tiêu tài chính của chúng ta là 10 triệu một tháng. Chúng ta cũng có thể làm nếu mục tiêu tài chính của chúng ta là 20 triệu một tháng. Chúng ta cũng có thể làm nếu mục tiêu tài chính của chúng ta là 50 triệu một tháng. Chúng ta cũng có thể làm nếu mục tiêu tài chính của chúng ta là 100 triệu một tháng. Chúng ta cũng có thể làm nếu mục tiêu tài chính của chúng ta là 200 triệu một tháng. Chúng ta cũng có thể làm nếu mục tiêu tài chính của chúng ta là 500 triệu hoặc 1 tỷ một tháng hoặc nhiều hơn nữa. Hoàn toàn có thể. Bởi vì sao ạ? Rất nhiều những người đi trước, họ đã đạt những cái mốc thu nhập mỗi tháng nhiều tỷ mỗi tháng. Chúng ta có thể làm nếu mà chúng ta muốn được đi du lịch đó đây. Chúng ta cũng có thể làm nếu chúng ta mong muốn được học tập phát triển bản thân liên tục. Chúng ta cũng có thể làm nếu chúng ta chưa giỏi. Chúng ta có thể làm nếu chúng ta chưa có nhiều thời gian. Huy đã có một cái mô hình kinh doanh như vậy. Và tối mai 19:30 tối mai thì Huy sẽ có một cái chương trình miễn phí và chia sẻ về mô hình kinh doanh này cụ thể cho tất cả những người nào quan tâm. Tất cả những anh chị em có số 6 quan tâm thì anh chị em chúng ta hãy nhắn tin cho cái người mà mời chúng ta ngày hôm nay vào trong cái phòng Zoom đó để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về mô hình kinh doanh này. Bao nhiêu anh chị em mong muốn tìm hiểu về cái mô hình kinh doanh mà Huy đang chia sẻ, Huy đang làm,
thì anh chị em hãy comment xuống là số 9 được không ạ? Comment số 9 nếu anh chị em muốn tìm hiểu về mô hình kinh doanh mà Huy đang làm để mà gì ạ? Để mà chúng ta kết hợp làm việc cùng, để mà chúng ta kiếm tiền, vừa kiếm tiền vừa có sức khỏe tốt, vừa có thời gian, vừa có những mối quan hệ tích cực, vừa có một môi trường tích cực, vừa có sự học tập và phát triển bản thân, vừa được sự tự do đi lại, vừa được làm chủ cái công việc của mình. Thì comment số 9 đó. Ok, tất cả những anh chị em comment số 9 thì vui lòng hãy nhắn tin ngay lập tức cho cái người mời của mình, nói rằng tôi muốn tham gia buổi chia sẻ về mô hình kinh doanh vào tối mai. Tối mai là tối thứ 5 và lúc 19:30. Anh chị em hãy comment xuống là gì ạ? Là ngày 13 tháng 10 và lúc 19:30, 19:30 ngày 13 tháng 10 tôi tham gia. Đúng không ạ? Comment xuống thời gian và ngày 19:30 để làm gì ạ? Để những anh chị em mà mời chúng ta vào đây họ biết được là chúng ta quan tâm và họ sẽ gửi cái đường link, cái Zoom cho chúng ta để chúng ta tham gia. Được chưa ạ? Hãy comment xuống là 19:30 ngày 13 tháng 10 năm 2022 tôi tham gia. Đúng không ạ? Để những người mà họ mời chúng ta họ biết là chúng ta đang có một cái nhu cầu như vậy. Được không ạ? Và nếu như anh chị em nào ấy mà mong muốn được học tập thêm cùng với Huy thì chúng ta hãy đăng ký cái khóa học là thấu hiểu khách hàng để mà kinh doanh tốt hơn, thấu hiểu bản thân và thấu hiểu khách hàng vào ngày chủ nhật tuần này. Ngày chủ nhật thứ bảy tuần này từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Đây sẽ là khóa học chuyên sâu và Huy sẽ tư vấn cụ thể chi tiết đến từng anh chị em một, từng người một. Huy sẽ có những cái bài test cho anh chị em để anh chị em biết cái tính cách của mình là tính cách bên trong của mình là gì, tính cách bên ngoài của mình là gì, và chúng ta sẽ biết được là chúng ta cần phải làm gì để trở nên tròn vẹn hơn. Chúng ta cũng biết được là chúng ta phải hành xử, chúng ta phải đối xử như thế nào với những cái người xung quanh mình. Chúng ta cũng viết ra được cho mình những cái kịch bản chốt sale, kịch bản bán hàng cho từng cái đối tượng khách hàng khác nhau. Ok không ạ? Rồi, 19:30 tối mai đó là chương trình chia sẻ về mô hình kinh doanh hoàn toàn mới mà Huy đã được gọi là học tập từ những cái bậc thầy ở nước ngoài. Họ mang cái mô hình kinh doanh đã thành công, rất thành công ở nước ngoài trong vòng 13 năm nay về Việt Nam và có những cái sản phẩm sẵn cho chúng ta kinh doanh, chúng ta không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Đấy, chúng ta sẽ được đào tạo hỗ trợ trong cái việc kinh doanh của mình. Đấy, từ A đến Z luôn, từ những người không biết gì cũng làm được. Đúng không ạ? Đấy, và đấy là cái mô hình kinh doanh để mà mình có thể nhân bản chính bản thân mình để mình không những thành công mà mình còn giúp được những người khác thành công nữa. Đúng không ạ? Và cái buổi tối mai thì nó là cái buổi hoàn toàn miễn phí, anh chị em chỉ cần đăng ký là được. Còn cái buổi thứ 7 tuần này là cái buổi học chuyên sâu, học 2 buổi sáng và tối, sáng và chiều. Đấy, từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Thì cái khóa học đó sẽ là cái khóa học chuyên sâu và Huy sẽ thu một chút cái phí để mà duy trì cái lớp học. Thế thì bao nhiêu anh chị em mong muốn tham gia cùng với Huy khóa học đó và các khóa học sau nữa thì vui lòng comment tôi được không ạ? Comment tôi nếu anh chị em muốn học sâu hơn, học thêm những kiến thức mà chỉ dành cho những người là thực sự mong muốn cho đi, thực sự mong muốn là người cống hiến, thực sự mình là người vĩ chủng, tức là mình luôn luôn mong muốn tốt cho người khác. Bởi vì này, là Huy sẽ lựa chọn những cái học viên của mình chỉ những người nào thực sự nghĩ cho người khác, dám nghĩ cho người khác, dám trở thành cái người vĩ chủng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những người vĩ chủng thì là những người mà Huy thích chơi. Huy không thích chơi với những thằng ích kỷ, đúng không ạ? Và anh chị em cũng không thích chơi với người ích kỷ, cho nên đội nhóm của Huy là toàn những cái người vĩ chủng. Người vĩ kỷ làm sao ạ? Là bị out ra khỏi nhóm ngay. Và nếu anh chị em không biết cái môi trường nào để chọn một cái môi trường là những người vĩ chủng thì vào đây
Bởi vì sao ạ? Bởi vì Huy lọc sẵn rồi. Huy lọc sẵn rồi, đúng không ạ? Và cái buổi học thứ bảy tuần này nó sẽ là buổi học mà cái học phí cho một ngày học đó là 3 triệu. Đúng không ạ? Học phí trong ngày học là 3 triệu. Tuy nhiên, với một cái tinh thần là cho đi, cống hiến và giúp đỡ cho cộng đồng, cho nên nếu anh chị em nào chuyển khoản trong ngày hôm nay thì phí của nó sẽ là 600.000. Đội trợ lý sẽ comment xuống cái số tài khoản của Huy ở bên dưới để anh chị em chuyển khoản trực tiếp cho Huy, và sau đó chụp ảnh gửi cho cái người bạn của mình, cái người bạn mà mời mình vào trong phòng Zoom ngày hôm nay, được không ạ? Để họ có thể chuyển cái tin nhắn, cái hình ảnh chuyển khoản của anh chị em cho Huy, để anh chị em sẽ join vào một cái lớp học, cái nhóm Zalo để nhận cái thông tin và những kiến thức. Đặc biệt, anh chị em nào chuyển khoản trong buổi tối ngày hôm nay thì Huy sẽ tặng anh chị em một khóa học về phát triển bản thân, một khóa học mà Huy đã dày công xây dựng cũng như là đúc rút trong hơn 4 năm vừa qua. Khóa học này bao gồm 74 cái video và vẫn tiếp tục tăng lên, vẫn tiếp tục cập nhật những video mới. Cái khóa học này là tổng hợp những cái video đào tạo hay nhất của Huy trong vòng 4 năm qua. Khóa học này nó diễn ra trong vòng 74 tiếng, 74 video tương đương với 74 tiếng, mỗi video dài trung bình 1 tiếng, với rất nhiều chủ đề khác nhau, từ kiểm soát cảm xúc cho đến quản lý công việc, đến quản lý thời gian, cho đến cái việc mà gì ạ, phát triển về mặt tư duy, phát triển về mặt con người, phát triển về mặt đội nhóm, cách làm việc nhóm. Đấy, rồi rất nhiều những kỹ năng mềm khác. Kỹ năng làm sao để có thể xây dựng cộng đồng, làm sao để xây dựng thương hiệu cá nhân, làm sao để xây dựng mối quan hệ với mọi người. Đấy, làm sao để chúng ta rèn luyện, chúng ta phát triển bản thân. Thì Huy sẽ tặng anh chị em cái khóa học này nếu anh chị em chuyển khoản trong buổi tối ngày hôm nay. Ok không ạ? Và chúng ta sẽ cùng với nhau đi một cái chặng đường dài nữa. Tất nhiên nếu anh chị em mong muốn. Đúng không ạ? Bởi vì ở đây mới chỉ là bắt đầu cuộc hành trình của chúng ta mà thôi. Cuộc hành trình của chúng ta vẫn còn rất là dài ở trong tương lai. Và Huy sẽ là cái người đồng hành với tất cả anh chị em chúng ta. Bởi vì Huy là cái người mà thích giúp đỡ mọi người. Huy rất thích coaching, rất thích hỗ trợ cho người khác. Đấy, và Huy là thế mạnh của Huy là coaching. Thế mạnh của Huy là coaching. Đấy, và Huy mong muốn được giúp đỡ tất cả anh chị em chúng ta. Tuy nhiên, đó là chúng ta không thể nào giúp đỡ được tất cả mọi người vì thời gian của chúng ta có hạn. Cho nên chúng ta sẽ lựa chọn những người nào xứng đáng để giúp đỡ. Quan trọng nhất, anh chị em chúng ta có lựa chọn mình là người xứng đáng hay không. Ok không ạ? Và thêm một điều nữa, trước khi mà Huy dừng cái phòng Zoom ngày hôm nay, thì Huy muốn chia sẻ với anh chị em rằng proximity is power, tức là sự gần gũi là sức mạnh. Chúng ta muốn có sức mạnh, chúng ta phải gần gũi hơn. Ngày xưa khi mà chúng ta đi tán gái hoặc là tán một cái người bạn, người nào đó, thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Nhất cự ly nhì cường độ, đúng không ạ? Rồi nếu mà chúng ta muốn bán hàng cho một khách hàng nào thì cũng vậy thôi. Thì chúng ta cũng sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ phải gọi là liên tục gần gũi với họ. Nhất cự ly nhì cường độ. Và để làm như vậy, không cách nào khác, đó là chúng ta phải thường xuyên gặp nhau qua Zoom hoặc trực tiếp. Đó,